đúng không ạ? Dạ thấy rồi, thấy cái thau phơm phóng to phóng to rồi thầy. Rồi. Thì cái bài hôm nay trước khi mình đi vào single cell của mọi người, mình phải hiểu cái bung analysis trước, đúng không? Chứ mình không hiểu cái bung analysis là gì không biết thì mình đi single cell nó rất là khó hiểu. Đó, bởi vì tôi sẽ dành ra khoảng 30 phút ha, hoặc hơn một xíu để nói về cái bung analysis. Thì do cái slide của ông thầy này mọi người nó hay lắm mọi người. Đó. Hồi đó giờ tôi đọc bao nhiêu cái slide dạy thì của ông này là tôi rất thích luôn á. Có cái link sẵn ở đây nè mọi người. Tôi cũng gỡ lên cho mọi người ở đây. Đó. Thì tôi thấy rất là logic bởi vì là tôi sử dụng lại, tôi cũng không phần sửa gì hết. Đó. Và ở đây thì tới 51 slide lận. Nhưng mà ở trong đây tôi chỉ đi cái slide từ 1 tới 28 thôi. Còn mấy cái phần mà phân tích ở dưới đoạn này kia mọi người thì phải dành cho mỗi khóa khác. Đó. Tại vì mình không có cái thời gian để mình đi hết mấy cái thực tập trong cái bơn analysis này đâu, nhưng mình phải hiểu ha, mình phải hiểu nó trước thì một lát mình qua cái bài single cell analysis thì mình mới dễ hiểu đó. Rồi thì trong đây á mình sẽ nói về cái gì, thứ nhất là tại sao mình phải làm cái RNA để làm gì, đúng không? Mình nghiên cứu RNA để làm gì đó, và cái sự khác biệt của nhiều cái loại RNA đó, từ đó nó sẽ dẫn đến cho mình cái cách mà mình chuẩn bị cái thư viện á, cái library cho cái RNA này. Rồi và cái kế tiếp nữa là mình định lượng như thế nào ha. Thì trong đây thì tôi chỉ nói định lượng để cho mọi người hiểu thôi ha, tại vì có nhiều người với mọi người hỏi ủa tại sao đi định lượng mà đi giải trình tự thì định lượng, đúng không? Tại giải trình tự là gì, là mình biết thứ tự của một cái chuỗi nucleotide hay là một chuỗi RNA hay là DNA, ví dụ như vậy đúng không? Đó là mình giải trình tự. Thì mình chỉ biết thứ tự thôi chứ làm sao mình có thể là biết số lượng nó được, đúng không? Đó. Bởi vậy là sẽ tôi đây tôi nói định lượng để cho mọi người có thể hình dung được là tại sao người ta dùng phương pháp giải trình tự mà lại có thể định lượng nó được, đúng không? Đó. Thì đây mình lâu lâu mình suy nghĩ tí xíu đi mọi người, chứ đừng có nghe người ta nói làm analysis thì bộ làm analysis tại sao lại định lượng, đúng không? Một lát tôi sẽ hỏi mọi người suy nghĩ đi. Tôi sẽ hỏi mọi người. Đó. Rồi, thì trong đây mọi người cũng thấy được là tại sao mình phải nghiên cứu RNA. Ở đây có ai cho tôi biết được không? Tại sao mình nghiên cứu RNA được? Để xem cái mức độ biểu hiện gen này. Sao em? Để xem cái mức độ biểu hiện gen của cái mà mình đang quan tâm. Thí dụ như tại sao tôi có cái DNA là không đủ hay sao mà tôi phải nghiên cứu tới cái RNA? Tại mọi người cũng thấy cái DNA thì nó chứa hết tới tần tật, đúng không? Và vật liệu di chuyển chứa trong chẵng mà. Thì không phải cái nào mà Phải nó cũng được biểu hiện ra. Nó chỉ biểu hiện một số cái thôi, thì mình muốn đo xem để nó cái đo xem để quan sát. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là một cái ý rất là lớn nhất ở trong cái phần này ha. Có nghĩa là nguyên cái genome của mình thì mình giải ra DNA thì mình thấy được, đúng không? Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi, đâu phải tất cả những cái cell của tất cả những cái mô nó đều biểu hiện tất cả những cái gene ở trong cái genome của mình đâu, đúng không? Có nghĩa là thí dụ như mô tóc hoặc là tế bào tóc thì nó biểu hiện một số gene thôi, đúng không? Còn tế bào tim thì sẽ biểu hiện một số cái gene của tế bào tim, chứ nó đâu có lúc nào cũng biểu hiện tất tần tật giống với nhau hết của tất cả các cell đâu, tất cả các mô đâu, đúng không? Bởi vậy là mình phải nghiên cứu cái RNA này. Nhưng mà đi vào cụ thể mọi người sẽ thấy được là cái RNA nó đặc biệt hơn rất là nhiều ha. Ở đây mình có nguyên cơ thể của mình đúng không? Đây là một cái cell lấy đâu đó trong cái mô nào cái cell của mình, thì trong cái cell đó có cái nhân ở trong, đúng không? Có nhân, và trong nhân này mình có cái nhiễm sắc thể, đúng không? Nhiễm sắc thể này là những sợi DNA nó quấn quanh đóng xoắn lại cái histone của mình, đúng không? Cái này DNA của mình. Thì nãy là Đạt nói đúng không, cái DNA của mình thì không phải lúc nào cũng nguyên sợi này nó đều biểu hiện hết, đúng không? Đó, nó chỉ biểu hiện một số nơi thôi đó, trên trên nguyên sợi dài này,
Thì trong đó thì nó có cái coding này và cái non-coding này. Hả? Ai có thể cho tôi biết được cái coding này, một cái tên gene hay là một cái gì đó, cái coding này được không? Hỏi giàu thì chắc sợ khó. À, giàu học computer science. Thôi giờ hỏi Thư đi. Em có biết cái một cái tên gene nào đó mã hóa được không em? Thư. Thư từ chối rồi. Mời mời Ái, Mỹ Ái. Cái chỗ coding này nè đó, em cho một ví dụ về một cái coding này cho mọi người đây được không? Cái internet hơi bị kém hay sao mọi người hả? Tôi Dạ nghe thầy không ơi. được có mà. Dạ thầy ơi. Dạ. Dạ. Em ví dụ một cái gene là H2AZ, Ừ, rồi. là cái gene đó sẽ mã hóa cho một cái tiểu phần của ribosome là H2A. Rồi, cảm ơn em. Thì đó là cái gene mà nó tạo ra thành cái protein, đúng không? Ha, đó. Cái gene nó tạo ra thành cái protein. Còn có ai cho tôi ví dụ một cái loại nào mà cái RNA mà nó non-coding RNA? Có ai cho tôi ví dụ được không? Hồi đó giờ hôm nay mình đọc bao nhiêu bài báo mà mình không biết được một cái ví dụ nào là một cái non-coding RNA. Em nghĩ là mấy cái microRNA Vậy em cho tôi một cái tên đại khái đi của một cái microRNA được không? nhỏ. Cái này cho em chờ, em nhớ 747 thôi, microRNA 747. Em nhớ thì nó sẽ có cái số ở phía sau, thì em không chính xác. Đúng rồi, nhưng mà thường ta không có để chữ microRNA 747 đâu, mà ta biết cách thành gì. Em Đúng rồi. em ai Đúng không? MIR đúng không? 747 thí dụ vậy đó, được không? Ha. Rồi ủa, vậy nó không có mã hóa cho protein thì nó làm gì vậy Hoàng? dạ thường á, thì nó sẽ bám vào cái vùng gọi là cái bám vùng cái vỏ mà polymerase nó của để lúc mà nó phiên mã, nó làm cho cái mRNA nó không có thể nào mà nó dịch mã được, để nó điều hòa cái quá trình tạo ra protein á. Hoặc là thứ hai nó sẽ làm mà nó bám vô cái mRNA để nó làm mất nó cắt đi cái mRNA của mình. Em nhớ vai trò nó là vậy. À, nó bám vào bằng cách nào em? Có nghĩa là Dạ. nó là một cái microRNA đúng không? Nó cũng là Dạ. một cái RNA đó mọi người. Vậy giờ nó bám vô trong một cái mRNA khác đúng không? Đó thì nó bám bằng cách nào vậy? Dạ, nó bắt cọc bổ sung với này, nó bám vô cái vùng. Dạ. Nó giống như là một cái sen với anti-sen đó mọi người. Đúng không ha? Một cái là một sợi. Mọi người thấy là cái RNA nó chỉ có một sợi à? Nó không có hai sợi, nó chỉ có một sợi thôi. Đúng không? Đó. Thì bây giờ cái sợi kia sợi nhỏ nó bám vô cái chỗ hiểm độc làm cho cái kia nó không có bắt cặp được với lại cái polymerase hay là sorry không bắt cặp được với mấy cái ribosome hay là cái gì đó để cái quá trình dịch mã xảy ra ví dụ vậy đúng không đó giống như là nó bất hoạt thì nó mọi người nó lai lại nó bất hoạt tại vì cái mRNA mà để cho mấy cái ribosome nó trượt qua giống vậy nó phải là sợi đơn nó mới trượt được mọi người cái sợi đôi nó trượt được ha giống như cái đồ cản cản lại vậy. Rồi, thì trong đây người ta nói câu này là nói lên gì? Nói lên là cái DNA của mình đó, là mọi người là cái blueprint. Blueprint có nghĩa là nó chứa hết tới tần tật những cái di truyền của mình ở trong đó. Đúng không? Nhưng mà nó không có cái effector molecule. Có nghĩa là không phải lúc nào nó cũng tạo ra cái tới tần tật những cái molecule hết. À, còn cái này nó là cái đứa effector là cái này nè. Nó tạo ra cái này và cái này nó tạo thành cái protein chứ còn nguyên cái sợi dài này trong đây á, thì nó chỉ có một phần là cái effector thôi. Effector có nghĩa là cái mà có cái hoạt tính đó mọi người ha, tạo ra được cái protein có hoạt tính và cái protein này nó sẽ quay trở về nó tạo thành một cái cell mới hay là cái gì đó ha. Ví dụ như đây nó tạo ra cái enzyme protein là một cái enzyme đúng không
enzyme chẳng hạn như là DNMT3-1 ví dụ vậy đúng không, thì cái enzyme đó nó sẽ làm cái methylation hay là gì đó, hay là tạo cái protein thành của tế bào đúng không đó, thì lúc đó cái này là nó chỉ trở về nó feedback lại cho cái cell, dĩ nhiên không phải là cái cell này mà nó tạo một cái cell mới đúng không đó. Thì cả một cái quá trình này á, thì cái DNA nó không là effector, nó chứa đầy đủ hết đúng không, nhưng mà cái effector là những cái đứa này nè, là những đứa bắt đầu đi làm việc đó. Nói để cho mọi người dễ hình dung ra tới đây được không ha, đó là giống hồi nãy của Đạt nói đó, dĩ nhiên nó còn nhiều nữa nhưng mà cái này là cái ý chính chính nhất luôn đó, mọi người ha. Thì trong đây cái protein này nè đó, nó feedback lại đây thì nó tạo thành cái tụi tôi thường gọi nó là cái phenotype mọi người, có nghĩa là cái mà mình thấy được ở bên ngoài đúng không, chẳng hạn như da, chẳng hạn như mắt, tóc của mình là toàn protein không à đúng không, đó là cái mà mRNA này nè, dịch mã nó tạo ra là cái phenotype của mình đó mình mọi người đó. Ví dụ như là có thể gây bệnh, gây gì đó, ví dụ vậy đúng không đó. Thì cái này á, thì nó không tạo thành protein thật, nhưng mà nó lại điều hòa những cái đứa tạo protein này đúng không, giống nãy Hoàng nói đúng không, nó sẽ bắt cặp microRNA, nó bắt cặp vào trong đây đúng không, hoặc là cái long coding RNA nó cũng có thể lai nguyên cái sợi luôn nó vậy đó. À, nó làm rất là nhiều chuyện khác nhau luôn mọi người. Cái thế giới của RNA nó rất là phức tạp, một lát xuống mình sẽ thấy được. À. Rồi, như vậy thì đây rõ ràng là cái genomic của mình đúng không? Nó là cả một cái trình tự DNA luôn. Đó, nó chứa hết những cái gì cơ bản nhất. À, những cái gì cơ bản nhất về di truyền, về cái phenotype của mình. Nhưng mà không phải lúc nào trong một cái tissue nó đều có được thấy hết vậy. Đó. Bởi vì thường á mọi người, nếu mà mình làm cái somatic á, mutation á, mình đâu có thấy được ở trong genome của mình, là cái germline mutation á, thì mình thấy được, chứ còn cái somatic mình đâu có thấy được. Đúng không? Đó. Bởi vậy là cái này cái nó chỉ chứa cái basic, đúng không? Cái cơ bản nhất đó là cái quan trọng, chứ không phải không ở đây không phải nói là không quan trọng. Nhưng mà nó không phải là cái đứa mà nó đi làm cái công chuyện. Đúng không? Đó, nó tỉnh ở đó. Đó. Cái mà những cái DNA này nè, nó cũng tương tác với protein nữa mọi người, nó cũng tương tác với lại cái RNA nữa, cái DNA này của mình, và bản thân của nó cũng tương tác với nó nữa đúng không. Khi mà người ta muốn coi cái tương tác giữa DNA với protein đó, thì người ta sử dụng kỹ thuật nào, giờ ôm lại cái lớp NGS1 nha. Khi mà tôi muốn biết được là cái DNA nó tương tác với cái protein đó, thì người ta sử dụng kỹ thuật nào để tôi nhìn coi đây có ai học lớp NGS1 của tôi. Quyền. Khi mà người ta coi cái DNA nó tương tác với cái protein đó, thì người ta sử dụng kỹ thuật nào em? Dạ thầy em không nhớ. Ok rồi, có ai nhớ không? Chip seq. Dạ thầy. Đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ Phú rất là nhiều. Rồi, thí dụ như bây giờ tôi muốn coi tương tác giữa DNA với RNA thì có ai biết kỹ thuật nào không? Không sao mọi người, không biết không sao, tôi cũng không biết. Có nghĩa là tôi ở trong đầu không có nhớ cái tên, nhưng mà là có biết ở trong lab ở Garvin có người làm cái này ha. Đó. Rồi, cái DNA của mình đó mọi người, nó đóng nó mở, chứ không phải lúc nào nó cũng đóng lại. Mọi người nhớ loại gì đúng không? Đó, cái sợi DNA của mình nó đóng xoắn lại đúng không? Đó, thì người ta gọi nó là cái heterochromatin. Còn khi nó mở ra thì nó là oichromatin. Thì khi nó mở ra thì cái quá trình phiên mã này nè, nó tạo thành cái mRNA, tạo thành cái RNA nó mới xảy ra. Đúng không? Đó. Ha. Thì cái này là về cái genomic của mình. Còn cái transcriptomic của mình hay là cái RNA á, thì nó là cái sản phẩm của những cái gene. Có nghĩa là không phải từ đâu, promoter ở đâu có tạo ra đâu. Đúng không? Chỉ có những cái exome thì nó tạo thành thôi. Bởi vì nó là cái gene, cái sản phẩm của gene. Mình có thể định lượng nó được. Đúng không? Mình có thể định lượng nó được. Thì bằng cách nào có định lượng được? Thì một lát mình sẽ, cái phần dưới mình sẽ giải thích làm sao mình định lượng nó được và có những cách nào định lượng ha. Không phải chỉ có định lượng nó sử dụng NGS không đâu mọi người ha. Mình có thể dùng qPCR hay là
mấy cái phương pháp khác nhau nữa mọi người ha. Đó rồi, cái mRNA này mọi người, nó thường người ta muốn tìm cái mới đúng không? Đó, ta tìm coi là ở cái chức năng của nó là gì, đó, nó xuất hiện như thế nào đó. Bởi vậy là ngoài cái định lượng ra thì người ta cũng cho muốn biết được là những cái chức năng mới, tại nó nhiều lắm mọi người, nó có những chức năng rất là đặc biệt luôn ha. Còn cái DNA á, thì cái chức năng của nó là nó làm hai chuyện đúng không? Đó, nó replicate lên đúng không? Đó, có nghĩa là từ 1 thành 2 nó replicate lên, là DNA replication. Và từ cái DNA này nó sẽ, nó transcription, nó sẽ tạo thành cái mRNA đúng không? Nó có hai cái chức năng đó là chính. Đó, bản thân nó có tương tác với nhau đúng không? Nó có regulate bởi sự đóng mở đồ này kia nữa. Nhưng mà đó nó cũng không có chi tiết. Còn cái RNA này á, mỗi một cái nó có chức năng rất đặc biệt mọi người. À, mỗi cái gene nó có chức năng đặc biệt. Bởi cái việc mà người ta tìm identification nó, có người tìm ra cái mới á, của từng cái loại RNA đó, thì nó luôn luôn là những cái mới chứ không phải là người ta biết rồi hết ha. Cái này nó nhiều thứ để người ta học hơn ha. Rồi, rồi cái RNA với cái protein đó mọi người, nó có tương tác nữa. Thì đây không biết có ai làm cái thí nghiệm nào mà muốn xem thử coi coi là cái RNA á, ở cái protein á, nó binding lên chỗ nào của cái RNA á. Thì đây có ai thử đọc bài báo nào có nhớ được không? Rồi, tôi cũng chưa có dạy ha. Nhưng mà tại vì tôi biết được nhiều, tại vì ở Garvin có một người làm rất là nhiều ha, kỹ thuật RIP-seq các mọi người ha. Nó cũng giống như chip-seq gì đó, nhưng mà thay vì tìm cái protein binding ở chỗ nào ở trên cái DNA, thì cái này nó tìm cái protein binding ở chỗ nào ở trên cái mRNA hay là RNA ha. Rồi, cái RNA nó cũng có cấu trúc nữa mọi người ha. Ngày hôm qua tôi vừa bài dạy cái bài đó xong ha, thì cái RNA là nó cũng có cấu trúc. Cái DNA thì nó không có cấu trúc theo cái dạng mà cấu trúc bậc 2 ha. Nó có nhưng mà nó quấn tới nỗi mà mình không thấy được cái gì luôn mọi người ha. Còn cái RNA do nó ngắn hơn, bởi vì khi nó tạo cấu trúc đó, nó có ý nghĩa đặc biệt hơn. Còn kia nó vừa random mà nó vừa không random nữa mọi người ha. Nó vừa ngẫu nhiên mà nó có theo quy luật nữa đó. Bởi vậy là tương đối là khó xác định. Rồi, bây giờ ở đây mình muốn hiểu là, ở đây mình thấy được là muốn biết được là cái chức năng của nó đúng không? Đó, cái chức năng của mấy cái này nè được tạo ra từ cái DNA này đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải lấy nó ra được đúng không? Đó, mình phải lấy cái sản phẩm á, của cái này ra được. Lấy nó làm sao? Tách chiết hay là làm gì đó đúng không? Tại vì những cái này nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái DNA này đúng không? Đó, mình muốn hiểu nó, mình muốn tìm hiểu nó mới hay cũ đúng không? Đó, định lượng nó đổ này kia thì mình phải phân lập nó ra được đúng không? Đó, để mình có thể hiểu được những cái chức năng của nó ha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình có cái hình dung cơ bản đúng không? Trong đầu của mình có là DNA rồi mRNA rồi nói chung là ở đây mình chỉ biết là RNA thôi đúng không? Đó, và mọi người sẽ có trong đầu là mRNA hoặc là RNA đúng không? Có nghĩa là cái ribosome RNA lúc trước mình học ở thời phổ thông á ha. Nhưng mà trong đây thì nó kinh khủng lắm mọi người. Mọi người nhìn vô trong cái hình này mọi người sẽ thấy được là nó rất là rắc rối ha. Ở đây là cái thành nhân nguyên cái bự này á mọi người. Nó là nguyên một cái cell ha. Còn đây là cái nhân ha. Cái chỗ này là nó cái nhân. Đó, đây này cái nhân. Thì mọi người thấy được là cái sợi này là sợi DNA của mình nè, đúng không? Rồi sợi DNA sẽ quấn quanh cái histone, nó tạo thành cái nucleosome ha. Thì trên sợi DNA của mình nó có CH3, có thể có cái DNA methylation. Rồi cái histone này có histone tail ha, là histone modification hay là histone methylation. Cái CH3 nó cũng nằm ở trong cái histone ha. Rồi, từ cái sợi DNA này mình sẽ phiên mã, mình tạo ra rất nhiều loại mRNA ở trong đây ha. Mọi người thấy được là ở đây là cái RNA nè.
đúng không? Kiểu này nó tạo thành cái RMA này nè, đó là nó chưa có mature mọi người, nó mới vừa tạo ra thôi, nó còn dính cả mấy cái in trong ở giữa nữa mọi người ha, và ở đây nó có cấu trúc nữa ha. Đó thì mọi người thấy được là khi mà ở trong vẫn còn ở trong nhân á, thì cái quá trình phiên mã xảy ra đúng không, thì đây mọi người thấy được là đối với lại cái RMA đó, mình đã thấy cái poly A nó có đây nè ha, rồi ở đây nó tạo thành những cái shr này đúng không, đó rồi xong xuôi rồi khi mà tới đây rồi đúng không, mọi người thấy nó sẽ cắt ra đúng không, nó sẽ tạo thành những cái exon, mà exon nó sẽ kết hợp lại nhau đúng không, exon nó kết hợp lại nhau nó tạo thành một cái là gần như là mRNA và nó đi ra khỏi cái màng nhân đúng không, và nó ra tế bào chất và ra tế bào chất rồi nó sẽ gặp cái ribosome đúng không, để cái quá trình dịch mã diễn ra nó tạo thành cái protein ở đây ha. Rồi còn cái microRNA hồi nãy Hoàng cho ví dụ đúng không, nó cũng từ mấy cái in trong đó mọi người, nó cắt ra đúng không, nó tạo thành cái rì rồi nó ra đây, bắt đầu rồi nó tạo thành mấy cái gì, nó tạo thành complex giống như nãy Hoàng nói, nó lai lên trên đây đúng không, đó, và nó không cho những cái ribosome ha, nó tới đó, nó không cho tới, nó tạo thành hiệu ứng lập thể ha, giống như hồi nãy Hoàng nói đó, nó inhibit cái quá trình tổng hợp cái protein ha. Thì nó còn nhiều lắm mọi người, chứ nó chưa phải như đây đâu, nó còn làm mấy cái khác nữa ha, nó còn làm thay đổi cái DNA methylation đó ở trên những cái có nghĩa ở đây nó không phải chỉ bám vô trong cái này không, nó còn bám lên trên này nữa. Ừ, cái microRNA đó mọi người, nó làm cho cái DNA methylation nó bị mất đi hoặc là tăng lên, ví dụ vậy đó ha, chứ không phải nó chỉ bám vô trong cái mRNA này không đâu. Đó rồi mọi người thấy là những cái RNA vận chuyển là nó sẽ tới đây nó làm vận chuyển đúng không, anh học lớp 12 rồi cũng biết đúng không ha. Rồi còn mấy cái non coding RNA này nữa, nó còn làm mấy cái chuyện khác nữa mọi người, chứ không phải là chỉ tới đó không, nó bám lên trên cái RNA này, nó làm mấy regulation ha, rất nhiều thứ khác nhau đó. Rồi mọi người nhìn thấy đây là thấy rất phức tạp đúng không ha, có nhiều chức năng khác nhau, có nhiều loại khác nhau. Nội mà mình nghiên cứu cái mRNA cái này không nè, đó nó có đột biến ở trên đây đúng không, làm cho chức năng của cái protein nó đã khác rồi, là mình và có bao nhiêu cái gene khác nhau nữa thì đã rất mệt rồi đúng không, đó chứ đừng nói mà còn nghiên cứu cái non coding RNA. Bây giờ thì người ta nghiên cứu cái non coding RNA rất là nhiều mọi người ha, nhưng mà do nó biểu hiện thấp đó mọi người, với lại nó dài lắm mọi người, mấy cái long coding RNA mấy cái này nó dài và nó biểu hiện rất thấp, bởi vì là những cái phương pháp á, của mình á, tương đối là nó không phù hợp ha, người ta phải làm cái phương pháp khác đó. Rồi ở đây mọi người thấy được là nó sẽ có rất nhiều loại khác nhau ha, và những cái loại đó mọi người nó cũng có giống như không phải lúc nào nó cũng thực hiện cái chức năng của nó đúng theo cái quy luật mình học á, có nghĩa là cái central dogma đó mọi người, có nghĩa là từ DNA xong xuôi rồi phiên mã ra mRNA rồi xong tạo ra dịch mã ra protein, ví dụ vậy đúng không? Đó. Thì trong đây thì 75% cái genome là transcribe đó. Nhưng mà transcribe là có nghĩa là nó tạo ra cái gì á, chứ không phải nó tạo ra tất tần tật là cái mRNA của mình đâu ha. Cái mRNA của mình nó cỡ từ 2-5% mà mọi người ha. Và 75% thì được transcribe thiệt, có nghĩa là ở đây là một đống thứ được transcribe đúng không, nhưng mà cái đống mà nó tạo thành cái protein này nè, nó chỉ có nhỏ hơn 3% thôi. Mấy cái này nó rất là nhiều á mọi người, mấy cái đống này nè nhiều lắm lắm luôn ha. Tại sao tôi phải nhấn lại mấy cái này, tại vì một lát mình học mai mốt bữa sau mình học single cell á, sau khi mình làm mapping đồ này kia rồi đúng không, mình phải đi remove đi mấy cái này đó ha, thì mình phải biết là ủa tại sao phải remove nó đi, tại nó nhiều lắm, nó quá trời quá đất luôn ha, mấy cái đống này nè. Còn cái đống mà cái RNA mà nó có poly A nè đó ít à, nó mã hóa cho protein nó ít à, nó 3% mà đó, ở đây mọi người cũng thấy nè, nó 3% đó là nó tạo thành cái protein ha, hay là nó tạo thành cái non coding RNA đó. Nhưng mà cái này do
mình ít có nghiên cứu quá, bởi số liệu của mình không có nhiều, mình không biết nó nhiều, mình chỉ biết chủ yếu là cái này thôi ha. Đó thì cái non coding RNA này nó có nhiều chức năng khác nhau lắm mọi người, nó quá trời chức năng cái gì đó mà do mình không biết đó. Nói cái việc ribosome RNA là cái transfer RNA là nó đã kinh khủng rồi, nó nhiều vô số kể luôn ha. Đó và nó có chức năng là nó regulate cái việc biểu hiện gene đó mọi người ha, nó điều hòa cái biểu hiện gene đó. Mọi người nhìn thấy trong cái này thì mọi người thấy là rõ ràng là cái non coding RNA nè nó chiếm hầu như hết nè, còn cái phần mà cái coding RNA có như đây thôi, còn cái này là cả cái genome đó. Ta vẽ ra để cho mình hình dung được là cái mà mình đang muốn tìm kiếm á, đó là những biểu hiện của những mấy cái gene mà nó tạo thành protein á, thì nó rất ít, nó cỡ từ 3% thôi mọi người ha, nó ít hơn 3% đó. Nhưng mà bây giờ thì do mình sử dụng được cái dep á, mình sequence được cái sâu hơn đó, coverage nó cao hơn thì nó nhiều hơn được một tí xíu à, nó có thể lên tới 5%. Rồi ở đây là cái cây để mà vẽ cho mình thấy được để mình nhớ á. Đó thì trong cái mà RNA này đúng không, đó trong quá trình mà nó transcribe á, nó phiên mã đó, thì nó tạo thành là cái này tầm 3%, mà trong đây thì nó còn có luôn cả mấy cái non coding RNA nữa mọi người ha. Đó rồi trong cái non coding RNA này mọi người thấy được là nó có cái ribo RNA nè, rồi cái tRNA vận chuyển nè, cái small nuclear RNA nè, rồi cái small nuclear ola RNA nè, đúng không? Rồi cái interfere RNA nè và một đống thứ khác ở đây quá trời nhiều. Cái hồi nãy mà nói là cái micro RNA là nằm trong cái interfere RNA này ha. Là mọi người có cái sơ đồ cơ bản, cái này nó cũng phải chưa phải là chi tiết của mọi người ha, nhưng mà ít nhất là mình thấy được cái toàn cảnh đó, cái RNA đó. Bởi vậy là nó có nhiều chức năng khác nhau và chức năng rất đa dạng mọi người. Nó có vừa có thể là tạo thành protein, nó có cấu trúc các kiểu, và nó vừa có cấu trúc theo kiểu là cái RNA vận chuyển là nãy mọi người cũng thấy cấu trúc của nó, đúng không? Đó. Rồi. Thì người ta sử dụng cái phương pháp RNA-seq này giải trình tự, thì đáng lẽ ở đây tôi phải dạy cái bài riêng về cái NGS trước, đúng không? Tại có chữ seq ở đây nè mọi người, đó là phải dạy cái bài về NGS đó. Nhưng mà tôi biết được mọi người ở đây hầu như đã học NGS là gì rồi, đúng không ha? Bởi vì là tôi bỏ qua cái phần đó, chứ đáng lẽ là tôi phải dạy NGS là gì. Mọi người mốt mà nhìn thấy có chữ seq nè, sequencing đó, thì thường nó là sử dụng kỹ thuật là NGS ha, có nghĩa là giải song song nhiều trình tự và song sau đó là mapping lên trên cái reference genome ha. Đó rồi thì cái ứng dụng đầu tiên của nó là nãy giống tôi nói gì đó, là muốn tìm ra cái mới, muốn tìm ra cái mới là cái identification này, tìm ra cái mới đó. Thì tìm ra cái mới là bao gồm những cái gì? Tìm ra cái mới là thí dụ như là cái slide variant. Slide variant là sao? Thí dụ như đây mọi người thấy được là cái cục màu, hai cục màu đỏ này rồi cục màu xanh này, đúng không? Rồi cục màu đỏ này. Thì dưới đây mọi người thấy nó slide ra, cục màu xanh này nó bỏ đi nè, đúng không? Nó còn ba cục màu đỏ này gắn lại với nhau, đúng không? Đó, nó tạo thành vậy. Thí dụ như trong trường hợp vậy, nó có khả năng, hoặc là nó vẫn giữ lại cái này, nó đem ra ngoài nó giữ lại cái này, nó cái cục màu xanh này nó vẫn giữ lại ha. Nó tạo thành những cái slide khác nhau mọi người ha, cái variant của nó. Đây là biến thể variant của cái slide, có nghĩa là bây giờ tôi có thể lấy cục này để đầu tiên hoặc cục này để thứ hai, thứ ba thì và ngược lại, đúng không? Hoặc là cái số cục này nó hai cục, đúng không? Nó duplicate lên, đúng không? Đó, và nó sẽ tạo thành những cái protein khác nhau mọi người. À, mọi người thấy được là ở đây nó có màu xanh thì đây nó có thêm cái protein, vậy thì cấu trúc nó sẽ khác nhau, đúng không? Cấu trúc nó khác nhau thì chức năng nó sẽ khác nhau, đúng không? Ha, thì người ta nghiên cứu cái slide size của nó. Rồi xong xuôi rồi, người ta muốn tìm cái transcriptome assembly, có nghĩa là có bao nhiêu cái loại ở trong một cái loại tế bào hoặc là cái mô nào đó ha. Người ta làm, người ta không làm cái mapping vô trong cái reference genome hay mapping vô cái transcriptome, mà người ta tự làm nó lại, tự làm nó lại theo là sắp xếp nó lại thành những cái giống như vậy ha, tự sắp xếp. Thì nó khó hơn rất nhiều và nó đòi hỏi cái depth of coverage nó rất là cao.
để có thể tạo thành những cái assembly ha. Rồi. Và cái thứ ba nữa là người ta muốn detect cái gene fusion. Có nghĩa là một số gene đó mọi người, nó thay vì nó nằm liên tục với nhau vậy đúng không? Đó, nằm liên tục với nhau vậy. Ở trên genome. Thì khi mà slide vô thì nó sẽ fusion thành vậy. Thì không có gì để đáng nói. Đúng không? Nhưng mà thí dụ như ở đây có một cái vậy và ở chỗ này, ở bên đây, ở nhiễm sắc thể khác nó có vậy. Cái tự nhiên, cái màu xanh này nè, nó gắn vô trong cái màu đỏ chỗ này. Thì cái quá trình fusion nó xảy ra. Đúng không? Đó. Thường thì những cái fusion này nó thường nó sẽ gây ra những cái protein lạ được biểu hiện trong cái loại đó. Bình thường ở đây, ví dụ như cái gene này nó không được biểu hiện. Ví dụ vậy đó. Ha? Nhưng mà giờ tự nhiên cái nó gãy, đứt gãy, cái nó gắn vô trong đó, nó fill lại nhau. Đúng không? Đó. Thì nó tạo thành một cái protein lạ. Mà cái protein đó nếu mà nó là một cái oncogene, ví dụ vậy đó, nó tạo thành một cái protein mà có hoạt tính, ác tính cho ung thư, đúng không? Đó. Thì lúc đó là nó sẽ gây bệnh, ví dụ vậy. Ha? Thì bởi vậy là người ta làm cái đó để người ta muốn tìm cái gene fusion. Ha? Rồi, cái thứ hai này thì cái mà mình thường làm hơn. Đó. Nó dễ hơn so với là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì người ta là quantification của transcript thôi. Có người ta muốn định lượng nó bao nhiêu thôi. Làm sao để định lượng nó? Lát xuống dưới mình thấy. Ha? Thì thí dụ, tại sao tôi muốn làm mấy cái định lượng? Thí dụ như giờ tôi có một cái cell, đó, thí dụ như MCF7, đúng không? Xong xuôi tôi có cái thuốc là, một cái thuốc là chẳng hạn như decitabine đi, đó. Xong xuôi tôi có, tôi cho thuốc decitabine pha ở những cái nồng độ khác nhau, thử với lại cái file, cái cell line là MCF7, đúng không? Đó. Thì tôi muốn coi thử, coi là trước khi thử với lại decitabine, cái MCF7 nó có biểu hiện những cái gene nào. Và sau khi thử thì nó có biểu hiện những gene nào, coi nó có khác biệt hay không, đúng không? Đó, coi cái thuốc nó có hiệu quả hay không bằng cách là đo cái sự biểu hiện gene, coi nó có ảnh hưởng gì hay không. Đó, hoặc là chẳng hạn như mình thu mẫu, có một số người có bị bệnh A, đúng không, và một số người là không có bị bệnh A, thì thử coi là hai người đó có biểu hiện gene khác, ở hai cái nhóm người đó có biểu hiện gene gì khác hay không, đúng không? Đó, thì đó mình làm cái transcript, cái quantification. Hoặc là mình muốn coi cái allele specific gene expression. Ở trong hai cái nhiễm sắc thể đó mọi người, ở trong nhiễm sắc thể mình có lúc nào cũng có hai sợi. À, thì không phải lúc nào á là hai sợi đó đều biểu hiện như nhau đâu mọi người, không phải đâu. À, hầu như là vậy nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Mọi người cũng biết rồi đúng không? Tính chặn chọi, tính chặn lặn. Ví dụ vậy đó. Thì tại sao lại là cái của ba thì lại biểu hiện, của mẹ thì không biểu hiện cái nhiễm sắc thể đó, đúng không? Cái đó là cái allele specific gene expression đó mọi người ha. Mình muốn đo thử coi là cái gene đó nó biểu hiện ở ba hoặc là mẹ đó ha. Đó thì mình dùng cái quantification này. Dĩ nhiên nếu có hai cái ba mẹ đều biểu hiện hết thì nó biểu hiện gấp đôi, còn một chỉ có ba hoặc mẹ biểu hiện thì nó biểu hiện phân nửa, đúng không? Nhưng mà có một số cái mọi người nó không phải nhất định là 50% đâu mọi người. Có khi nó 70% 80% nữa mọi người. Thì cái đó nó khó phân biệt hơn. Nhưng mà mình cảm thấy, mà mình đo thì mình thấy nó ít hơn mọi người. Đó, không biết lý do gì ha, nó mất cân bằng cái gì đó. Thì bởi vậy là có nhiều người nó không phải trọi hẳn và nó không lạnh hẳn đâu mọi người. Nó ở giữa giữa. Đó vậy đó. Thì cái kỹ thuật Illumina mà mình hay sử dụng, mình hay làm đó, thì nó sử dụng là short read thôi, nó dài khoảng chừng 150 base pair, đúng không? Đó thì nó khó lòng nào mà mình nó tìm được cái transcript, cái novel transcript. Cái novel transcript thì thường nó dài, nó complex, đúng không? Nó bao gồm nhiều cái exon khác nhau, ví dụ vậy đó ha. Thì mình khó có thể tìm được đó. Bởi vậy là người ta phải sử dụng những cái kỹ thuật khác long read như PacBio, như Oxford Nanopore để làm cái chuyện identification này nè, ở đây nè. Ha. Còn cái phần mà quantification đó thì cái short read của Illumina thì cũng được rồi. Làm mấy cái mà về cái assembly, cái transcriptome này nè, cũng phải sử dụng mấy cái long read thì mới được. Chứ còn cái short read thì khó lòng nào, tại vì làm sao thấy được cái overlap của nó, đúng không? Tại nó bị cắt đứt ở chỗ này hết trơn rồi. Khó lòng nào mà mình tìm được cái read mà nó map qua giữa hai cái, ví dụ như giờ mình tới đây đúng không? Cái read nào mà nó văng giữa hai bên chỗ này nè mọi người.
khó, đúng không? Còn nếu mà mình có cái long read, mặc dù là nó rất ít read, nhưng mà nó đảm bảo là nó kéo dài từ đây đến đây luôn, nó cover hết mấy cái action luôn đó, thì mình làm cái assembly nó mới dễ ha, sử dụng cái long read thì mới dễ. Rồi bây giờ sau khi mình biết được, đúng không, có mấy cái ứng dụng như thế nào của nó, bây giờ mình mới quay trở lại mình coi coi là để làm mấy cái ứng dụng này á tương ứng như vậy thì tôi phải sử dụng cái phương pháp nào, hay là cái phương pháp mà mình chuẩn bị cái thư viện của mình á cho nó phù hợp với lại cái ứng dụng này ha. Mỗi cái nó có cái phương pháp khác nhau đó, nó phụ thuộc vào trong cái đặc tính của cái mà mình muốn á, mình muốn xem á đó. Không có cái phương pháp nào mà làm hết được cái tương tập với mọi người ha. Tôi thí dụ như bây giờ rõ ràng là trong đây thì cái R này nó tới 90-95% lượng mọi người, đúng không? Đó, nó nhiều lắm. Nếu mà mình muốn giải trình tự mấy cái này thì dễ ợ, đúng không? Lấy ra cái giống như chẳng hạn như giờ ở trong cái hồ mà dơ bẩn, đúng không? Thì mình chẳng là không biết giờ còn không, chứ hồi xưa thì ở trong mấy cái hồ ở Việt Nam thì tôi thấy hay có lăng quăng, đúng không? Múc một cái lăng quăng lên đầy. Chắc bây giờ lăng quăng cũng sống không nổi nữa mọi người. Lăng quăng nó nhảy với môi trường đó mọi người. Giờ ô nhiễm môi trường quá, lăng quăng sắp không nổi mà. Thì đối với cái RNA nó nhiều thì mình không có gì để nói rồi. Nhưng mà ai cần xem mấy cái RNA để làm gì, cái RNA để làm gì đâu, đúng không? Ít lắm mọi người. Đa chủ yếu là ta xem cái này nè, ta muốn coi coi là nó biểu hiện bao nhiêu đó, hay là cái variant của nó hay sao đó, thì người ta muốn coi cái này mà nó có 2% mà cho một đống cái này đó, mình tách chiết ra đó. Còn mấy cái non coding RNA khác đó, nó còn dưới 1% nữa, nó còn thê thảm hơn nữa, đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải hiểu được cái gì mình muốn profile đó, thì lúc đó mình mới chọn phương pháp nó phù hợp ha. Đó, với lại cái location của nó nữa mọi người. Hồi nãy tôi nói đúng không, là những cái này nó được phiên mã ra trong nhân đó, rồi xong xuôi nó di chuyển qua màng nhân và nó ra ngoài tế bào chất đó. Bây giờ mình muốn coi là coi cái nào, đúng không, mình muốn profile cái nào, muốn lập hồ sơ cho cái nào đó, thì mình sẽ lựa chọn cái việc tách chiết DNA nó khác nhau đó mọi người ha. Bữa trước mọi người cũng nhớ học cái bài về ngữ nói đúng không, đó người ta phá vỡ mấy cái màng nào đó để cho nó đừng có trào ra mấy cái mà mình không quan tâm tới đó, vậy đó. Cái thứ tự nó làm cái protocol nó phải phù hợp đó, mình phải hiểu mấy cái đặc tính này của nó ha. Ví dụ như nếu mà mình chỉ cần có cái poly A ví dụ vậy đúng không, đó thì ở trong đây cũng được rồi chứ không cần phải ra ngoài, đúng không? Đó thì lúc đó thì mình sẽ làm sao đó mình lấy được cái nhân này là trước khi nó bể ra khỏi cái này đó, mình chỉ cần tách ra được cái này, còn mấy cái này mình vứt nó đi, đúng không? Đó, mình rửa cho nó đi hay sao đó. Rồi cái kích cỡ đó mọi người, người ta có thể làm cái enrichment bằng cái phương pháp là làm giàu bằng dựa trên kích cỡ đó. Ví dụ như bây giờ tôi làm size selection, tôi muốn làm cái micro, tôi muốn làm cái hồ sơ của cái profile cái micro này mà tôi biết được chiều dài của nó có 18-23 base pair đó, còn mấy cái khác là dài hơn nó rất là nhiều, đúng không? Thì lúc đó tôi chọn kích cỡ với chọn cái này nè, chứ đừng có chọn cái bự quá, chọn cái bự quá nó đâu có nằm trọng đâu, đúng không? Đó, trong khi cái này nó tới 100 cho tới 1000 ví dụ vậy đó, thì mình phải hiểu, mình hiểu là mình lấy cái gì, nó không, cái đặc tính nó ra làm sao đó, thì lúc đó thì mình mới làm cái phương pháp của mình nó phù hợp được. Rồi những cái mà có cái modification đó, có nghĩa là lúc mà mới ra đó thì nó thành cái re-mRNA chưa có trưởng thành đó mọi người, thì cái mRNA nó có đặc tính là nó gắn vào cái poly A, nó có cái poly A theo ha. Và có một số cái như cái này á, như cái này nè, nó có như cái này nè, như này nè, đó, nó có cái 3D structure, đúng không? Đó, và một số cái thì có antisen, đúng không? Đó, nó tạo thành cái antisen, ví dụ như ở đây nè, đó ha. Thì ở đây mình phải hiểu cái đặc tính nó, thì lúc đó mình mới chọn ra làm sao để mình bóc nó ra được, đúng không? Chẳng hạn như mình đi câu cá cũng vậy đó, thí dụ như giờ mình muốn bắt con cá A, đúng không, con đó nó thích ăn con trùng chỉ, thì mình phải đi mua cái mồi là con trùng chỉ, đúng không? Chứ mình đi mua cái mồi là con gián hay con gì nó đâu có ăn, mọi người hình dung được không? Đó, bởi vì là mình phải hiểu cái đặc tính của nó đó,
và mình phải biết được là mình muốn làm cái gì, chứ không phải là cái analysis là làm hết tất tần tật đâu mọi người ha. Không phải analysis là profile, nó là hồ sơ để mình thấy được là biểu hiện của tất cả những cái gene nào, không phải ha. Cái mà mình lấy là cái này nè, đúng không? Bình thường á mình nói á là cái analysis nó là cái này đó, còn cái mấy cái khác á thì ít hơn, ứng dụng á ít hơn. Tại vì sao? Tại vì mình muốn coi cái gene nó được biểu hiện mà, đúng không? Là cái mRNA nè đó, cái gene được biểu hiện rồi. Như vậy quay lại cái vấn đề của mình, đúng không? Ở đây thì cái mRNA á, nó cái lượng của nó phản ánh được cái protein của nó tạo ra, đúng không? Đó. Nếu mà ở đây mình có nhiều cái coding RNA thì mình tạo ra cái lượng protein nhiều, đúng không? Nhiều đây là từng cái loại mình có thể định lượng được. Đó. Thì do là mình quan tâm cái protein thôi. Tại vì sao? Tại vì cái protein là cái phenotype, đúng không? Cũng giống như lý luận lúc bắt đầu rồi đó. Bởi vậy là thường thì mình làm profiling cái coding RNA này là chủ yếu. Còn cái này thường là người ta nghiên cứu sâu về mấy cái biểu hiện gene ha, điều hòa biểu hiện gene đó, thì người ta đi vào cái non coding RNA này. Với lại cái này á, thì lên bài cao được, cái này thì lên bài theo kiểu khác ha. Cái bài này là mang tính chất nghiên cứu cơ bản rất là sâu ha, còn cái này thì nó theo cái khác. Rồi mình quan tâm cái này, cái mRNA nhiều bởi vì là mình đi sâu vào của nó ha. Còn mấy cái kia thì anh chị em hiểu được tới đây, còn ai mà muốn đọc sâu thì có cái keyword rồi, có mấy cái tên, đúng không? Có mấy cái tên của tụi nó hồi nãy ở đây nè. Đó, ai muốn làm nào thì đi sâu vào. Chứ không bác sĩ Phú thì sẽ chú tâm vô cái này rất là nhiều, đúng không? Hoặc là bạn của Hoàng, có bạn đó làm đề tài cũng về cái này, đúng không? Đó, ai muốn đi sâu cái nào thì có cái keyword rồi, hiểu được rồi, đúng không? Có cái cấu trúc của nguyên cái này rồi thì cứ search mà ra thôi. Ha. Còn bài này thì mình đi vào trong cái mRNA ha. Tại cái mRNA nó liên quan tới cái biểu hiện của cái protein, đúng không? Và cái protein đó chính là cái phenotype, hay là cái mà mình có thể nhìn thấy được mọi người ha. Rồi thì mọi người thấy là bình thường một cái gene đó, nó sẽ giống như vậy nè. Đó, cái mRNA đó nó giống như vậy nè. Thì trong đây mọi người thấy được là cái vùng này là cái vùng promoter, đúng không? Vùng promoter phía trước đây nó có cái tata box, có một số cái gene nó không có ha, nó có sẽ có CPG island ví dụ như vậy ha. Đó, và những cái màu vàng này là những cái exon ha. Cái này nó là 5'OTR, này là 3'OTR. Đó, thì trong cái vùng này nè mọi người thấy cái vùng này có gọi poly A ha. Đó, nó là poly A. Tại sao nãy giờ tôi cứ nhắc tới poly A hoài? Tại vì á, khi mà người ta muốn, tại vì trong đây nó ít cái này, nó chỉ có 2%, 1% gì đó thôi. Mà bây giờ tôi muốn lấy ra để tôi giải trình tự mấy cái này thì tôi phải có cái gì bắt nó lại, đúng không? Giống như hồi nãy mình nhuộm đồ, mình vẫn phải có cái antibody để mình nhuộm. Còn đây thì tôi lấy cái poly A để tôi bắt lại. Thì hầu như những cái gene mRNA này nó đều có cái poly A hết. Thì tôi sẽ tổng hợp cái poly T để cho nó like với lại cái poly A này, đúng không? Nó like cái poly A này thì lúc đó tôi sẽ bắt được cái này và tôi đi làm giàu nó lên, đi giải trình tự ha. Đó, thì cái này là cái mà cơ bản nhất ha. Tại sao? Tại vì có mấy cái khi mà nói vào kỹ á, thì mình sẽ biết được là có một số cái long coding này á, nó không có cái poly A này. Mình bắt nó, mình cứ đi giải trình tự hoài, mình nói sao không có, giải hoài tôi tốn cả mấy chục triệu, cả trăm triệu rồi đi làm hoài không thấy nó ra. Tại vì cái mấy cái long coding này nó đâu có cái poly A này, hình dung được không? Đó, thường những cái gene thông thường như mình biết được á, là nó có poly A, nhưng mà không phải tất cả nó đều có đâu mọi người ha, nhớ là vậy. Dĩ nhiên 99% thì nó có, một số cái nó không có. Đó, thì mình bỏ qua được, ví dụ vậy, đúng không? Nhưng mà chẳng hạn như xui những cái bệnh mà mình nghiên cứu, hoặc là những cái đặc tính như mình nghiên cứu, thì nó là cái long coding RNA, hoặc cái coding RNA nó không có cái poly A thì sao, đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải hiểu cái vấn đề rồi thì lúc đó mình mới chọn cái phương pháp nó mới trúng được, ok không? Bởi vậy là khi mà làm nào đó mình phải đi Google thử, đúng không? Lên search mấy cái database thử đó, coi cái gene của nó có poly A hay không, đúng không? Đó, chứ bây giờ đi tìm cái gì mà ở trong đó không có thì làm sao mà tìm ra được, ok không mọi người ha? Rồi
cái splicing, ví dụ như là mấy cái vùng mà nó cắt bỏ đi, ví dụ như mọi người thấy là cái chỗ này axon vậy chứ mà cái vùng này nào nó cắt đi à, ở đây chỗ này cũng vậy vậy nó không cắt đi, hoặc là mấy cái in trong này nè nó không cắt đi, đúng không ha? Thì cái splicing này thì người ta cũng nghiên cứu là đặc biệt là những cái vùng mà ở biên giới ấy, mọi người, nó có nó cái là cái chỗ đó là cái splicing site ha, nó mà khác nhau cái là kể như cái protein này nó không tạo ra được, mọi người, đó nó quan trọng lắm, nhưng mà ít có ai làm nhiều về cái đó, bởi vì mình tại nó chuyên biệt, nó đặc biệt quá mọi người, bởi vì mình ít bao giờ nghe ha, chứ là có người người ta nghiên cứu chuyên về cái life size không đó, mọi người ha. Đó thì đây là những cái axon là nó sẽ nói lại nhau đúng không, nhưng mà đôi khi nó skip cái axon này hoặc là skip cái axon này chứ giữ lại hai này thì đâu nó tạo thành nhiều cái slide variant khác nhau ha. Đó rồi, ở trong cái hình này mọi người thử nhìn kỹ lại đi, còn có chỗ nào mà mọi người muốn hỏi không, có chỗ nào không hiểu không? Hello. Rồi, tôi tiếp tục. Tại biên xong cái này nó sẽ mai mốt mình sẽ học nhiều cái, phải hiểu được cái cấu trúc này nè, mốt mình làm nó mới trúng được ha. Rồi, thì cái bơn Anasic này thì dùng để làm gì? Không, cái ứng dụng của nó thứ nhất là mình có thể định lượng được cái mRNA transcript ha. Ngày hôm qua tôi mới vừa dạy chữ transcript xong, không biết có ai có thể nhắc nhớ lại tôi transcript là gì được không? Dạ thầy, transcript là các cái exon khi mà mình sắp xếp nó lại cái vị trí nó khác nhau thì nó sẽ tạo thành các cái transcript khác nhau. Cái thứ hai đó là nó khác biệt về các số lượng của các cái đoạn exon. Số lượng rồi thứ tự đúng không? Dạ. Ha? Dạ. Nó có hai cái. Nhưng mà nó cùng một gen, nằm trên một gene nè mọi người. Nó cùng là cái gene này hết, đúng không? Nhưng mà nó có thể có số lượng khác nhau. Ví dụ như là tôi slide đi, bỏ đi cái này, tôi lấy hai cái xong này thôi, đúng không? Hoặc là tôi giữ đủ ba cái xong này luôn, đúng không? Đó. Hoặc tôi lấy hai cái đầu, bỏ cái cuối, đúng không? Đôi khi thì nó kéo cái này lên trên đầu, cái này nó xuống dưới. Đó. Nhưng mà ít lắm mọi người, cái trường hợp đó, thứ tự nó hiếm. Đó. Nó rất hiếm. Đó. Chủ yếu là cái số lượng. Rồi, thì cái bân, chữ bân này á, là thay cho chữ population. Ha? Có nghĩa là giờ có một cái mẫu, thì trong cái mẫu đó mình lấy nguyên một cục ra luôn. Đó, chứ không có biết được lấy từng cái cell ra được. Đúng không? Ha? Cái chữ population ở đây nè, là thay cho chữ bân này. Ha? Đó. Rồi. Thì người ta làm là người ta muốn coi hai cái điều kiện khác nhau đúng không? Bệnh hay không bệnh, hay control, hay là thử thuốc và chưa thử thuốc, trước và sau khi thử thuốc, hay là người ta làm cái gì đó knock down, knock in, ví dụ vậy, đúng không? Đó, trước khi knock down, trước khi knock in một cái gene gì đó. Thì đây là coi biểu hiện gene nó có khác biệt hay không giữa cái điều kiện gì đó. Thì đây mọi người thấy được là người ta làm bơn thì người ta tìm ra được, ví dụ như là một số gene này upregulate giữa cái control với lại cái bệnh gì đó ha, ở đây là downregulate, đúng không? Còn cái màu vàng, màu xanh đây là không có significant, có hai cái này là significant. Với cái log for gene là ví dụ như ta lấy đây là 1.75 ví dụ vậy đó ha, hay là 1.5 đó, một rưỡi log for gene, một rưỡi, thì người ta tìm được những cái màu đỏ này nè, ở đây nè là cái gene là tăng biểu hiện lên, đúng không? So giữa control với lại một cái bệnh gì đó ha, ở đây là giảm biểu hiện xuống, và ở đây người ta sẽ vẽ ra những cái gene mà nó tăng biểu hiện lên, ví dụ như đây là đỏ nè, đúng không, là tăng biểu hiện lên nè, tại đỏ đây là biểu hiện nhiều nè, đỏ tăng biểu hiện lên nè, còn bên đây là cái nhóm này là tăng biểu hiện bên đây nè, đúng không? Thì nó cũng có hai phía, thì đây cái heat map cho mình thấy được. Thì thường cái bơn analysis á, là cái mục tiêu mà tụi tôi thường hay làm là nó cái mục tiêu này nè, chứ tụi tôi nó thiệt là chưa bao giờ làm cái mà identification, có nghĩa là một cái gì mới thì để tìm ra cái mới, thì lab tôi không có hướng cái mục tiêu đó ha, chỉ thử thuốc rồi xong xuôi coi biểu hiện, hoặc là làm knockdown đó, tụi tôi knockdown cái CTCF ví dụ vậy đó, rồi coi biểu hiện của hai cái cell trước và sau khi knockdown nó như thế nào đó, hoặc là tụi tôi knockdown cái KMT2D đó trước và sau coi như thế nào,
hoặc là ở ung thư tuyến tiền liệt có và không có hay không có ung thư, đó biểu hiện cái gene nào khác nhau, đó thì tôi thường làm vậy thôi ở cái mức độ này đối với cái bằng analysis ha. Rồi ở trong đây là một liệt kê một đống những cái câu hỏi đó đối với cái bằng analysis mà bình thường thấy ha, đó thì tôi mới vừa nói xong đó ha, làm knockdown knock-in rồi xong xuôi rồi coi coi là cái gene nào nó thay đổi khi mà mình cho nó vào trong cái môi trường thay đổi khác nhau, đúng không? Đó, mình thử thuốc ví dụ vậy, đúng không? Đó thì đây là những cái câu hỏi mà mình có thể trả lời được bằng cái bằng analysis ha. Thì trong đây có nhiều câu hỏi cụ thể lắm, tôi mới vừa nêu ra một vài cái tôi đã từng làm thôi ha. Không biết đây có ai đã từng đọc bài nào đó mà thấy có cái nào đó mà nó khác với lại mấy cái này trong đây không mọi người, thì có thể nói để chia sẻ với mọi người ở đây để hiểu được là tại sao người ta phải cần phải coi coi là cái biểu hiện gene để làm gì. Mọi người đọc lướt qua cái thử đi mọi người. Rồi, nếu mà thấy không có gì mới hết thì thôi, đại khái là mọi người hiểu được cái ứng dụng rồi đúng không? Rồi bây giờ tôi muốn hỏi mọi người một câu là thí dụ như tôi làm cái whole genome sequencing, tôi làm cái ChIP-seq, tôi làm cái DNA methylation, tôi làm cái RNA-seq này, tôi làm cái 2C đúng không? Tôi làm cái exome gene panel gì đó, thì trong tất cả những cái application đó thì mọi người có thể cho tôi biết được là cái nào được sử dụng nhiều nhất với tần số nhiều nhất và tại sao. Tôi không tính cái platform nha, có nghĩa là tôi chỉ nói về cái RNA nói chung thôi, có nghĩa là mình có thể sử dụng array cũng được, mình có thể sử dụng seq cũng được đó, hoặc DNA methylation cũng vậy, cũng có thể sử dụng whole genome spline hoặc là mình sử dụng cái 850k 450k ha, hoặc là mình sử dụng cái array cho cái SNP array profiling cho cái DNA, hoặc là mình sử dụng whole genome sequencing đó. Thì bây giờ tôi hỏi là giữa cái việc là những cái application khác nhau á, như là DNA seq nè, RNA seq nè, whole genome spline nè, đó, cái methylation seq nè, đó, rồi cái ChIP-seq nè, đó gì đó, thì hoặc là cái 2C-seq nè, thì trong tất cả những cái application đó thì cái nào được sử dụng nhiều nhất và tại sao? Dạ em nghĩ là cái RNA-seq. Tại sao? Tại vì em thấy là tất cả những cái phân tích những cái dạng trình tự thì nó đều quy về chung một cái là muốn kiểm tra cái biểu hiện gene, kể cả cái whole genome by supply thì cái methylation nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc biểu hiện gene. Cho nên là mình kiểm tra cái biểu hiện gene thông qua RNA-seq thì em nghĩ sẽ được tập trung vô nhiều hơn. Đúng rồi. Tôi thí dụ như giờ tôi là người làm về cái đột biến đi, đúng không? Thí dụ như giờ đột biến ở cái alpha thalassemia, ví dụ vậy đúng không? Cái bệnh thiếu máu đó. Thì giờ tôi tìm được, tôi làm cái gene panel sequencing đi, sequencing ra thấy được người đó có đột biến chỗ đó. Nhưng mà giờ cái đột biến chỗ đó nó có ảnh hưởng tới cái protein nó tạo ra không? Nó có ảnh hưởng tới cái gene nào khác không? Mà nó lại gây ra cái phenotype là người ta bị thiếu máu, đúng không? Đó, tôi thí dụ vậy thôi. Hoặc là tôi làm chuyên làm DNA methylation, tôi thấy là có cái sự thay đổi DNA methylation giữa normal và tumor. Nhưng mà cái đó là tôi observe được thôi. Liệu là cái sự thay đổi DNA methylation nó có ảnh hưởng gì cái phenotype hay không? Cái biểu hiện gene hay không? Tôi cũng phải đi làm RNA-seq. Đúng không? Rồi bây giờ chẳng hạn như tôi nói là tôi làm cái ChIP-seq, tôi thấy được là có cái SOC2 nó binding vô trong cái promoter của cái gene NANOC. Thí dụ như vậy đó. Ở trong cái stem cell. Nhưng mà trong cái cell bình thường thì nó không có. Ví dụ vậy đó. Giờ liệu là cái sự bám nó như vậy
giữa stem cell với là cell bình thường nó khác nhau, của cái sóc tu nó binding vô nó khác nhau vậy, thì nó có làm ảnh hưởng biểu hiện gene của hai cái đó hay không, đúng không? Thì mình cũng phải làm RNA-seq, mình cũng phải làm cái sequencing cái RNA của mình để mình mới thấy được chứ. Bởi cho dù mình làm gì đi nữa, rốt cuộc rồi mình cũng phải confirm lại bằng cái gene expression đó mọi người, đúng không? Đó, bởi vậy là những cái kia cộng lại chỉ có bằng cái RNA-seq thôi. Những cái chip seq nè, DNA methylation nè, 2C nè, rồi cái whole genome sequencing này, mấy nó cộng lại, đúng không? Chỉ bằng cái RNA-seq này thôi. Bởi vậy là nó rất quan trọng mọi người. Cuối cùng đi nữa, có upstream regulation nó như thế nào đi nữa thì rốt cuộc là câu hỏi đặt ra là nó có ảnh hưởng tới biểu hiện hay không? Chứ bây giờ nó làm cho giữ vô, làm các kiểu gì nữa, đúng không? Đó, rốt cuộc là nó cũng không có, nó cũng không có tạo thành cái tác động gì hết. Thì để làm gì, được không ha? Nhớ đó. Bởi vậy là thí dụ như chẳng hạn như tôi mà chạy dịch vụ thì lúc nào tôi cũng phải làm analysis, có thể tôi biết được là khách hàng sẽ nhiều hơn mấy kia cộng lại mà, đúng không? Mình phải hiểu đó, mình mới làm được cái đó, được không ha? Sẵn quảng cáo công ty tôi làm analysis là $300, chắc là bác sĩ Phú nói em đắt đỏ ha. Rồi, như vậy để mà thực hiện cái việc làm cái thư viện cái analysis này như thế nào, đúng không, thì bình thường nó sẽ thông qua 5 bước cơ bản. Ở đây tôi không có đi vào chi tiết cho mọi người ha, ở đây nói về cái bioinformatics để cho mọi người thấy được cái bức tranh toàn cảnh cái gì đó, tại tôi cũng không phải là người làm web lab ha, bởi tôi cũng không có biết cụ thể như thế nào đó. Thì đầu tiên dĩ nhiên mình phải ly trích được cái DNA ở cái RNA của mình rồi. À, cái việc ly trích RNA này á, nó tương đối là nó khó hơn so với DNA, tại vì cái RNA này á, nó rất là dễ bị phân hủy ha. Cái mồ hôi tai của mình nó cũng có chứa cái enzyme mà nó phân hủy cái RNA đó mọi người ha. Bởi vì cái phần mà ly trích này tương đối khó ha. Đó, để khó chỗ là làm sao để mình đủ cái nồng độ của nó, tại nó đã ít rồi đó, mà giờ á, mà mình không biết bảo vệ nó nữa thì nó đâu còn bao nhiêu để mình đi sequencing đâu, đúng không? Đó, rồi xong xuôi rồi mình làm giáo lên đó mọi người. Làm giáo lên đây thì có nhiều cách khác nhau mọi người ha. Tại vì sao? Tại vì là tùy theo mình muốn cái RNA của mình muốn á, nó là cái gì thì mình có phương pháp làm giáo khác nhau ha. Bình thường á, thì cái fragment của nó thì cỡ 200 base pair ha. Bởi vậy là người ta thường người ta sequencing cái RNA seq này á, nếu mà sử dụng cái short read á, thì là pair end short read á, thì là 75-75 thường, tại vì trung bình ở, tụi nó ở người nha, còn mấy con khác nó còn nhỏ hơn nữa thì đôi khi người ta sử dụng chỉ có 25 thôi đó mọi người đó. Bởi vì mọi người đừng có ngạc nhiên tại sao người ta sử dụng cái short read đó là nó có 25 thôi ha. Đó, thì mình biết được là cái wrap mình của mình là có 200 thì mình sẽ lấy mỗi bên 75, cái chính giữa mình giải không được, đúng không? Thì 75 150 rồi đó. Bởi vậy là mình phải hiểu cái library của mình là gì ha. Thì trong cái wrap mình này ở người thì người ta select ở 200, tại vì có những cái exon nó tương đối nhỏ mọi người đó, để chọn cỡ 200 đến 250 đó. Rồi, xong xuôi rồi người ta làm cái cDNA, tổng hợp cDNA lại, đúng không? Tại vì cái này RNA mà, sợ đơn mà, đúng không? Mình sẽ tổng hợp cái cDNA ngược lại. Đó, xong xuôi bắt đầu là gắn adapter nó vào. Đó, ở đây là gắn nó vào nè. Ha? Ở đây thì mọi người cũng thấy được là khi mà tách chiết ra đó mọi người, nguyên một cái mẫu mô của mình thì người ta tô cái màu nó khác nhau, đúng không? Đó, tô màu khác nhau không phải là người ta muốn nó đẹp. Mà tô màu nó nhiều màu khác nhau đâu, mà ở đây người ta muốn nói là do cái tissue nó rất là heterogeneity, có nghĩa là nó sẽ bao gồm mix của nhiều cái loại cell type khác nhau. Cái này bơn analysis mà, bơn là nguyên cục á. Đó, mình lấy nguyên một cục này ra thì cục này nó không chỉ có cái cell loại nào đâu ha. Nó không phải là fibroblast không, hay là nó không phải là cáp, hay là nó không phải là T cell, nó không phải là B cell không đâu mọi người ha. Và nó là một cái hỗn hợp của nhiều cell khác nhau. Bởi vậy là khi tách chiết ra trong đây đó mọi người, thì mình sẽ có nhiều cái gene của nhiều cái khác nhau. Và ở trong đây là mình có cái total RNA là nó bao gồm cả luôn cái ribosome, bao gồm non coding, bao gồm hồi nãy tất tật
là người gọi là total RNA ha. Xong rồi mình mới làm giàu cái phương pháp làm giàu nè, mình chỉ làm giàu những cái đứa mà mình muốn giữ lại thôi. Ví dụ như tôi muốn giải cái mRNA thì tôi phải làm giàu bằng cái phương pháp nào vậy vậy Duy Thanh? Bây giờ tôi muốn lấy cái mRNA ở trong total thì có đầy đủ những nhân vật hết đúng không, mà giờ tôi chỉ muốn lấy cái mRNA thôi, thì cái phương pháp làm giàu của tôi á, em có thể đề nghị tôi được cái phương pháp làm giàu nào không? Dạ thưa thầy, là dạ, con nhớ được ôi sao bị giọng thầy dạ đợt rồi là anh Ngữ có dạy mình có hai cái phương pháp, với mình dựa trên cái phân loại từ tính hoặc là mình dựa vào cái ly tâm radian chỉ trọng á thầy. Dạ không, không biết là có đúng không ạ? Không, cái đó là nguyên cái cell luôn á, cái đó là nguyên cái cell luôn á. Còn này tôi muốn làm giàu là làm giàu cái mRNA nè. Có nghĩa là bây giờ có một đống thứ đây nè, cái từ làm giàu á có nghĩa là giờ có nghĩa là ý là tôi chỉ muốn tách chiết ra cái mà mRNA tôi cần muốn giải trình tự thôi đó. Dạ em làm dạ, sao dạ, dạ. Dạ, thưa thầy là mình dạ, thầy là mình tạo sao bị giọng dạ thầy là theo có nghĩa là con sẽ tạo cái đuôi poly T để con bắt cái đuôi poly A của nó, xong rồi con rửa lại bằng dung dịch để thu nhận cái mRNA thôi. Tại vì như thầy nói thì hầu hết cái mRNA thì nó đều có gắn cái đuôi poly A. Đúng rồi, rồi cảm ơn em. Rồi xong xuôi rồi bắt đầu mình mới gắn adapter vô. Mấy cái adapter này là của Illumina, nó bán đó mọi người. Chứ mà mình gắn nó vào để nó đem sequencing từ hai đầu, hai bên vào. Đúng không? À, thì cái bước này là cái bước mà làm cái gắn cái library prep nó vào. Đó, nó cơ bản làm vậy đó mọi người ha. Rồi, trong cái phần mà cái ly chích RNA á, thì cái này tôi không có làm wet lab, tôi không biết. Nhưng mà người ta đề nghị là cái range của nó là bằng 10. Mọi người thấy là cái khi mà cái range nó bằng 10 á, cái range là gì? Là cái tỷ số của 28S với 18S ha. À, tỷ số nồng độ của hai cái này chia nhau nó là gia số 10. Đó, nó ra 10, range 10 là cái tốt nhất ha. Có nghĩa là hai cái tích này nó rất cao. Đó, mấy cái khác thì nó thấp. Đó. Còn có những cái như là cái DNA của mình nó bị regray á, thì là cái RIN nó RIN 6 nè, RIN 3 nè, RIN 2 nè. Đó, thì hầu như là mấy cái tick ở chỗ này nhỏ nhỏ, cái size nó nhỏ xíu à. Ở đây nè, đúng không? Đó là cái mRNA của mình bị cắt nhỏ rất là nhiều. Đó, thì mình đâu còn sequencing được nữa. Đúng không? Mình muốn nó cỡ 200 mà. Đó mà giờ nó nhỏ xíu rồi, nó còn cái tick ở đây nhiều, mấy cái nhỏ 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 không thì mình giải đâu có ra được gì. Đúng không? Tại cái read của mình nãy tôi cũng nói là nếu mà thường ở người người ta sử dụng 75 hoặc là 100 base pair, đó 100-100 thì nó overlap với nhau là 200, đúng không? Đó. Còn bây giờ ở đây nó nhỏ xíu thì giải đâu có ra được gì đâu, cái size của nó chút xíu. Đúng không? Mọi người thấy đây là completely degraded luôn, cái size của nó còn có chút xíu mà. Đó, đâu còn làm được gì đâu ha. Thì cái này chắc phải nhờ chuyên gia chuyên làm về wet lab đó thì sẽ giải thích thêm. Đó, không biết là ở đây Trình có giúp tôi bổ sung thêm gì không em? Dạ không thầy, nhưng mà thông thường thì mình dùng cái 18m với 28m đó, xong mình nhìn nếu mà nó không có cái fragment quá nhỏ ở phần phía dưới một cỡ khoảng 100 á thầy, nếu mà nó quá nhiều hoặc là 18m 28m mình thấy cái băng nó mờ quá thì có nghĩa là nó đi gray rồi. Nếu mà một bình phẩm á, thì anyway, nếu mà nó có degrade một ít đó, thì người ta vẫn tiếp tục sequencing. Rồi. Tôi giống như mấy bữa nay là tôi chạy mấy cái mẫu bị degrade nhiều lắm mọi người. Bởi vì là cái mapping quality của nó cũng thấp hơn rất là nhiều. Có mấy cái mẫu FFP đó, tôi chạy thử mấy bữa nay thì thấy mấy cái project đó hầu như là nó bị vậy rất là nhiều. Rồi, cái enrichment hồi nãy quay lại ha, thì có nếu mà mình sử dụng cái mRNA á, thì mình sử dụng cái poly A đó. Cái poly A là mình làm giàu những cái mình giữ lại những cái đứa nào nó có cái poly A. Còn nếu không á, thì mình delete cái ribosome đi, đúng không? Có hai cách mà đó. Có nghĩa là giờ hoặc là mình giữ lại cái đứa bạn mà bạn thân của mình, hoặc là mình đuổi mấy cái đứa mình ghét đi. Cả hai cách đều được hết, đúng không? Nãy Thanh nói cách này nè là cái enrichment, còn cách này là mình delete, đúng không? Mình remove nó đi. Đó, cái deletion là làm cho nó giảm bớt
chứ không có remove hẳn được 100% đâu mọi người. À, nó chỉ giảm bớt thôi. Thì trong đây thì cái này tôi gọi ở tôi là repo free. Đó, free với lại nói free thì nó không có free hẳn đâu ha. Dùng cái từ deprecation thì chính xác hơn, nhưng mà từ nãy dài hơn, chữ free thì nó ngắn hơn. Tôi hay sử dụng cái là repo free đó. Rồi, đối với lại cái RNA thì mình biết được cái size của nó. Đúng không? Mình nãy mình biết được nó 18 tới 23 nu. Thì giờ mình size selection vô trong cái vùng mà có cái vùng ngắn ngắn. Đúng không? Khi mà điện di chỗ này nè, thí dụ như vậy nè, mình biết được cái size của mình nó đây nè, thì mình khoét cái lỗ mấy cái chỗ ngắn ngắn đó mình giữ lại, mình đi sequencing. Đúng không? Đó, thì tùy theo cái phương pháp nào mà mình thấy là nó hiệu quả thì mình làm. Đó, thì đây là chỉ suy nghĩ thôi mọi người ha, để cho mọi người thấy cái bức tranh để suy nghĩ á. Đó. Rồi. Thì mấy cái phương pháp này thì tương tự giống vậy, không có vấn đề gì hết ha, cứ nói đúng theo làm giống vậy. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử coi là những cái ví dụ, đúng không, mình làm từng bước thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đó, thí dụ như giờ mình hứng thú đối với lại cái transcript nào, đúng không, đó, và có những cái noise nào mà mình phải chịu đựng trong cái quá trình mà mình làm qua từng bước như vậy ha. Bây giờ tôi phân tích một cái xong xuôi rồi, cái còn lại tôi sẽ mời ba bạn phân tích giống như tôi, giống vậy ha. Mọi người thấy là trong đây của mình á là cái total RNA, đúng không? Có một đống thứ luôn. Đó, nó bao gồm là cái genomic của mình, DNA cũng có nè, rồi cái immature RNA cũng có nè, là cái mấy cái mà có cái in trong, có cái in trong chính giữa là cái immature, có nghĩa là nó chưa trưởng thành, nhưng mà nó cũng có poly-A nữa nha mọi người. Nó immature nhưng nó vẫn có poly-A đó. Rồi xăm xuôi rồi cái mature, có nghĩa là sau khi nó cắt đi mấy cái in trong, đúng không? Nó dán lại nhau. Nó dán lại nhau, nó tạo thành cái mature RNA, đúng không? Nó có poly-A màu đỏ nè. Ha. Rồi cái non-coding RNA, đó, là những cái sợi này nè, non-coding RNA. Đó. Rồi xăm xuôi tới cái ribosome là cái màu hồng hồng này nè. Ha. Rồi xăm xuôi tới cái pair end-read. Đó, cái pair end-read là mấy cái dưới đây nè, nó gắn vào. Ha. Rồi, tôi nói cái total RNA trước. Có nghĩa là bây giờ mình lấy nguyên cái library nè, mình bỏ trong đây, mình đi làm sequencing. Đó, mình không can thiệp gì hết á. Ha, mình lấy nguyên cái library nè, đó mình gắn adapter nó vô, mình đem đi sequencing. Đó, mình không có mối bận tâm nào gì hết. Đó. Thì bây giờ mọi người thấy được là do cái RNA này nè, nó dominant ở trong cái thư viện như vậy. Bởi vậy là khi mình sequencing ra, mình ra cái pair end read đó, nó nằm ở trong cái màu hồng hồng rồi. Là cái RNA này thôi à. Thì mọi người thấy sao? Khi mà bây giờ mình định lượng cái biểu hiện gene á, cái này nó biểu hiện gấp cái này á, hả, 100 lần. Đúng không? Gấp cái này 200 lần. Thì nó tạo cái differential gene expression chỉ nằm ở trong chỗ này không? Tại mấy cái đứa này là mấy cái đứa có biểu hiện lớn. Đúng không? Còn mấy đứa này nhóc nhóc. Thí dụ như giờ mình đi hỏi giờ rủ đi ăn đồ, đúng không? Mà giờ nó kêu mình đưa mình 5.000, kêu đi ăn, đi giờ hàng Hoàng Yến ăn cơm đi. Sao được, đúng không? Giờ đơn vị người ta phải tính bằng triệu, giờ đưa 5.000 thì ăn kiểu gì? Được không? Ha? Có một cái sự khác biệt lắm, bởi khi mà định lượng á, đó, nó sẽ không có ra được cái mà mình muốn. Đúng không? Đó. Cái này ở đây khác biệt, ví dụ ở đây có 3-4 rít thôi à. Đó, mà bên kia nó có 1 rít, thì khác biệt giữa 3-4 rít với 1 rít đâu có bao nhiêu. Còn này khác biệt, có quá trời quá đất luôn. Đúng không? Đó. Bởi vậy là mình, nếu mình không có làm xử lý mấy cái này thì kể như công cốc hết. Nếu mà, dĩ nhiên, đôi khi có ai cũng lạ lùng, người ta muốn định lượng cái RNA này của người ta, nếu người ta nghiên cứu sâu về cái RNA thì người ta làm này thì ok. Đó. Còn mình ở đây, mình muốn làm những cái gene mà nó có biểu hiện á, mà mình đi không, mình sử dụng total RNA á, thì kể như bỏ sông bỏ biển. Được không? Mọi người hiểu không? Ha? Đó, so sánh những cùng ở trên một mẫu mà cái đại lượng của nó, cái scale của nó hoàn toàn khác nhau là mình so sánh không được. Cho dù em có normalize giỏi cỡ nào đi nữa cũng không được. Tôi bảo đảm luôn. Đó. Bởi vậy là cái việc này là mình phải chú ý, đúng không? Nó sẽ có những cái mà mình phải biết được để mình tránh, đúng không? Đó. Chứ mình lấy làm cái này mà đi định lượng mấy cái nhỏ này thì coi như thua ha. Đó. Rồi có ai giúp cho tôi nói về cái repo deletion không? Có nghĩa là remove đi mấy cái RNA này nè. Đó.
và sử dụng cái kỹ thuật là exome array, có nghĩa là mình chỉ quan tâm tới cái exome thôi ha, còn cái introm ở đây thì mình không quan tâm tới. Cái gì đó giống như mình ở đây là mình làm cái capture, mình capture những cái vùng nào mà có cái gene thôi mình biết được rồi mình capture lên nó ha. Còn này là sử dụng giống như nãy Thanh nói, enrichment sử dụng phương pháp Bollier đó. Có ai giúp tôi phân tích được cái hình tôi gọi đại ha? Mời Thủy, Phạm, em giúp cho tôi cái Rebo deletion được không em? Dạ, em nói ý em hiểu như thầy. Dạ. Dạ, cái nó sẽ remove cái mà những cái RNA á, tại vì như thầy nói thì RNA nó rất là nhiều trong cái tool, cái pool mà tất cả cái RNA á, cho nên nó remove với đó ra, nó lấy đi cái outlier đó thì mình sẽ biết được cái biểu hiện tốt hơn của những thằng còn lại. Nếu như mình không quan tâm cái thằng RNA đó thì mình muốn tìm hiểu những thằng còn lại mình sẽ có được cái nhìn tốt hơn. Đấy, em hiểu gì? Rồi, ở đây thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Mình giải thí dụ như thường á, công ty tôi sẽ giải là 20.000 read. Bây giờ nếu mà giờ mọi người thử nghĩ đi, cái A này nó nhiều đúng không? 20.000 read đó, nó vô đây hết 90.000 read rồi. Mấy cái này nó ít read. Còn giờ mình remove nó ra thì nó ít đi, thì mình giải nó ít đi thì nó thấy ít đi, đúng không? Đó, cái read nó sẽ bay vô mấy cái chỗ này. Đó, thì lúc đó mình sẽ định lượng là như thế nào, quay lại cái câu hỏi lúc ban đầu nãy nói đúng không, tại sao mình giải là mình giải trình tự mà mình có thể định lượng được cái biểu hiện của gene, tại sao? Tại vì là định lượng là mình đếm cái số read đó, nó map vô đây, thí dụ như trên đây, thí dụ như tôi nói thí dụ thôi nha, đây là có 100 read map vô chỗ này thì cái gene này mình tính cho nó, mình normalize nó ra, mình chia cho cái khoảng này đúng không, thí dụ như đây là mình tính cho 20 nu đi, tôi nói thí dụ vậy, ở đây mình có 100 read thì mình chia cho 20 đúng không, thì mình ra được định lượng cái gene này nó biểu hiện bao nhiêu. Còn bây giờ ở đây đúng không, nó cũng là 20 nu mà nó có 2 read thôi à, 2 mà chia cho 20 biểu hiện rất thấp, định lượng là chỗ đó đó mọi người, có nghĩa là nó giải số lần, nó giải cái vùng này thì người ta có thể định lượng được nó có biểu hiện là bao nhiêu. Ok không, hiểu không, hiểu tại sao giải trình tự mà có thể định lượng được nó biểu hiện bao nhiêu rồi gì, được không mọi người? Được không vậy Quyền? Dạ em được thầy. Dạ em được thầy. Ừ, rồi. Rồi, có ai giúp cho tôi nói cái polya này không? Mời Thọ. Ờ, thầy em thưa thầy. Em có nghe giọng nói không ạ? Dạ nghe. Em con trai em làm lẹ lẹ lên đi, tôi thấy mấy bạn nữ đây là Lan nè, thấy Thùy làm nhanh lắm, làm lẹ lên cho nó xong, mình còn nhiều lắm. Vâng, em thưa thầy, theo em hiểu thì cái phần định lượng bằng polya thì mình sẽ loại bỏ được những cái mà những đoạn mà nó có polya, à sẽ loại bỏ những cái đoạn mà nó không có polya trước ạ. Thì những cái đoạn có polya như là cái RNA chưa trưởng thành hoặc là cái RNA nó đã trưởng thành thì nó sẽ được giữ lại, thì mình sẽ quan tâm được những cái RNA, mình sẽ quan tâm được những cái RNA mà nó trưởng thành thì nó cũng sẽ bị nhiễu một phần nào đấy với những cái chưa trưởng thành, thì cái này em nghĩ là cái phần nó bị thì không sao đâu em, nó có mấy cái read đó, nó cũng vô trong đây à, chỉ ở đây là mình có mấy cái bắt cầu này, mấy cái in trong nó nằm trong đó là có, đúng không, là đúng tại không? Vì nó không trưởng thành thì nó có in trong, nhưng mà nó ít là nó không sao, đúng không, mà nó cũng đâu có làm ảnh hưởng gì đâu đó, nó có 1, 2, 3 so với đây tới mấy trăm đâu, đúng không, nó không làm ảnh hưởng gì hết. Rồi tôi hỏi em là cái phương pháp polya này nó có bắt được mấy cái non coding này không? Em thưa thầy là em nghĩ là không ạ. Tại sao? Tại vì là cái RNA của mình là phần lớn là nó không có polya bám ở đầu. Đúng rồi. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Tại vì ở đây nó không có cái polya đúng không mọi người? Cái non coding RNA nè,
cái này nó không có cái poly A phía sau, bởi vì mình bắt nó không được, đúng không? Nè này mình sử dụng poly T để mình bắt nó nè, đúng không? Đó, mà giờ á, mình không bắt nó được thì nó đâu có, phải không? Rồi còn cái exome này mọi người, ở đây mọi người thấy là cái này nó deletion, nó sử dụng cái RNA này nè, nó lấy và nó rửa đi, đúng không? Cái nào mà giữ lại thì bỏ đi, còn cái này cái nào cái nào mà bắt á, thì bỏ đi, còn cái nào mà bắt được thì giữ lại. Hai cái phương pháp này ngược nhau ha. Một cái sử dụng poly T, tại vì poly A phải lai với poly T, đúng không? Cái trên đây nó gắn vào cái đó. Rồi còn cái này, cái exome array này là người ta chủ động, người ta biết trình tự của những cái vùng exome rồi, xong xuôi người ta tổng hợp nó để người ta lai nó vào ha. Đó rồi, có ai giúp tôi giải thích được không? Tôi biết được là bắt mọi người giải thích liền thì nó quá đáng, đúng không? Nhưng mà có một cái mình chỉ hiểu cái cơ bản thôi, chứ còn mà nó lô nó hai mấy cái này đó, thì tự về nhà mà so sánh từ từ ha. Đó, ai mà đi sâu làm cái nào thì sẽ so sánh từ từ, còn đây ít nhất hiểu được cái cơ bản là được ha. Là ở đây người ta kéo xuống dưới đây nè, cái này ta kéo qua đây nè, cái này ta kéo xuống dưới đây nè, cái này ta kéo qua đây nè. Ha, tôi thích cái slide của ông thầy này, ông chuẩn bị lắm mọi người. Trời đất ơi, tôi tìm mãi mới được cái slide giống vậy, rất thích luôn ha. Rồi, nếu mà thấy không ai muốn giải thích thì thôi, về nhà tự chiêm nghiệm thêm ha. Bây giờ hiểu được rồi đúng không? Hiểu được cái cách người ta làm library thì nó phải, khi mà mình chọn cái này thì mình sẽ gặp vấn đề gì, khi mà chọn kia gặp vấn đề gì, và mình phải biết đối phó như thế nào. Khi phân tích data thì mình phải hiểu, thì lúc đó mình sẽ giải thích được cái kết quả của mình ha. Cái này Duy với lại mình nhớ luôn giúp giùm được không ha. Rồi thầy lại có một câu hỏi này một tí. Dạ em hỏi đi em. Dạ em thưa thầy là ở cái đoạn mà mình lọc bằng cái poly A lúc nãy em vừa nói ạ, thì dạ mình lúc nãy thì em có để ý là một câu hỏi đó là ví dụ như là mình xét theo cái location của nó ấy ạ. Thì nếu mà nó bị vàng quá. Alo ạ. Em nói đi. Vâng. Thì nếu mà mình lọc theo cái location của nó thì một cái là nếu mà một cái pre-RNA mà nó nằm ở trong nhân ấy ạ. Và một cái nếu mà mRNA mà nó đã trưởng thành rồi, nó nằm ở cytoplasm thì mình có thể lọc theo cái này thêm một lần nữa được không ạ? Thật chất ra thì có người ta có cách để làm cho nó, có nghĩa là lấy trong cái nucleus thôi đó. Mai mốt mình học cái bài về single cell á, mọi người sẽ thấy được là có phương pháp để mình chỉ tập trung vô cái RNA nó nằm ở trong cái nhân, hoặc là mình muốn lấy cái cytoplasm, lấy cái RNA nó nằm ở ngoài nhân, có phương pháp, có nghĩa là mình chỉ tác động vật lý đập bể một trong hai cái thôi, mình mới làm được vậy được. Dạ vâng. Dạ vâng, em hiểu ạ. Dạ vâng. Nhưng mà cái đó cho single cell ha, cái đó cho single cell, còn cái này thì mình lấy là lấy cả hai luôn ạ. Vâng vâng. Vâng vâng. Có những kỹ thuật riêng giống như TT6 hay là một cái số kỹ thuật khác nữa thì có thể làm cái chuyện đó, nhưng mà nó cũng hạn chế lắm, có nghĩa là mình muốn coi thử coi nó còn dính lại á, mấy cái mà mature á, để mình trả lời những câu hỏi khác. Thí dụ vậy á, thì cũng có làm, nhưng mà lát tôi làm có một lần ha. Đó, bởi vì là tôi cũng không có rành lắm ha. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Hỏi tôi đi tiếp ha. Thì làm sao để mình chuẩn bị cái library của mình? Thì có ba cái dạng library ha. Cái thứ nhất là cái mà mình sử dụng cái poly T nè để làm vào cho cái poly A này. Mấy cái phương pháp này là trên mình đã làm rồi đúng không? Có nghĩa là mình deletion cái RNA, rồi mình enrichment cái mRNA bằng cái gì đó đúng không? Cái mình là chạy PCR hay làm gì đó để tạo thành cái cDNA, rồi mình size selection đó gì đó. Thì mình được cái này thì mình gắn adapter vào đúng không? Đó, rồi mình chạy PCR rồi mình line nó lại nè, ví dụ vậy đúng không? Mọi người thấy là ở đây là poly T là gắn ở trên cái thành, đúng không? Để cho cái mRNA nó lai vào, đúng không? Mình giữ lại xong mình theo xuôi mình đem đi sequencing cái phần này ha. Đó thì là cái cách mà cổ điển nhất
Đó, cái này thì nó không có phân biệt được là cái sợi âm hay sợi dương ha, nó không có phân biệt được là cái sợi nào hết. Đó. Rồi còn cái phương pháp này, nếu mình tổng hợp mình bỏ thêm cái uracil vào thì lúc đó mình sẽ biết được cái chiều hướng của nó là sợi âm hay sợi dương ha. Tại cái uracil thì nó khác với cái ti. Thay vì mình bỏ ti thì mình bỏ uracil vào ha. Đó. Thì đây thì mình sẽ biết được là cái nó là cái trending ha, cái sợi của mình đó, đó là mình sử dụng là sợi âm hay sợi dương. Đó, chiều âm hay chiều dương. Một lát sẽ có cái hình để cho mọi người đi sâu vào hơn. Đây là cái hình đó. Mọi người nhìn thấy được là đây là sợi âm hay sợi dương đó, nó không có cái chiều. Màu đỏ với màu xanh. Màu đỏ là cái rít từ sợi dương, sợi âm, còn màu xanh là từ sợi dương ha. Thì ở đây nó lẫn lộn hết tất cả những cái axon, đúng không? Nó lẫn lộn sợi âm sợi dương hết ha. Đó. Trong khi đó cái phương pháp trending thì nó chỉ những cái sợi dương nó sẽ đi chung với nhau và những sợi âm nó đi chung với nhau ha. Đó. Nhưng mà có những cái vùng đặc biệt đó, thí dụ vậy đó, thì nó sẽ xen lẫn vô cả hai cái, nhưng mà nó cũng có một cái dominant. Đặc biệt là nó không có cái kiểu giống như là ở trong đây, do cái vùng này á mọi người, trong cái gene á, mình lúc nào mình cũng tưởng ra là mỗi một cái nó sẽ có một gene, nhưng mà không phải mọi người. Nó có một cái gene lớn. Cái gene này nó dài vậy nè. Nó đi theo cái chiều là ở đây là một cái mũi tên nó theo hướng này, thì chiều này là chiều 3 phẩy qua 5 phẩy ha. Đó. Bình thường thì mình sẽ nói là 5 phẩy qua 3 phẩy, nhưng mà ở đây nó ngược lại thì mình nói nó thực chất là nếu mà mình nhìn theo kia thì nó cũng là 5 phẩy 3 qua phẩy đó, nhưng mà ở đây thì mình nhìn ngược lại tại nó theo ngược lại, chiều này là chiều thuận nè. Thì đây cái vùng này nó chỉ có một gene thôi, thì lúc nào nó cũng chỉ có một màu thôi. Còn đây mọi người thấy là ở gene này nó có chiều này, nhưng mà ở dưới đây nó có một gene khác màu vàng này nữa nè. Hai cái gene này nó nằm hai chiều khác nhau. Một cái màu vàng nó đi theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy, còn cái màu xám này đi theo chiều 3 phẩy đến 5 phẩy. Ha? Nhưng mà thực chất nếu mà mình nhìn ngược lại thì nó cũng là lúc nào nó cũng từ 5 phẩy đến 3 phẩy ấy, mọi người. Ha? Do cách nhìn của mình thôi. Chứ về mặt nguyên tắc là lúc nào cũng, tại vì nếu mà mọi người học cái cấu trúc đó, DNA thì mọi người sẽ thấy được lúc nào cũng phải từ 5 phẩy đến 3 phẩy mới tạo thành cái dòng xám được. Rồi mọi người thấy được là cái mà từ 5 phẩy đến 3 phẩy của cái màu vàng này nè, thì nó là màu xanh. Y như cái này. Đúng không? Còn cái mà chiều ngược lại thì nó màu đỏ. Ha, nó overlap với nhau giống vậy. Được không? Nhớ ha. Tại sao người ta muốn biết như vậy? Tại vì đôi khi người ta muốn coi thử coi là những cái gene nào nó sẽ biểu hiện theo cái sợi nó nhiều hơn hay ít hơn. Đúng không? Đó. Nó có bị mấy cái hiệu ứng lập thể hay không? Ví dụ vậy đó. Hiệu ứng lập thể là gì? Khi mà cái polymerase nó trượt đó mọi người. Nó trượt thì nó trượt theo đầu này và cái nó trượt theo đầu kia. Cái gì đó thì nó có gây ra những hiệu ứng gì không? Đúng không? Người ta nghiên cứu cơ bản sâu về mấy cái này thì người ta sẽ làm mấy cái này. Hoặc là người ta có trả lời những câu hỏi khác nữa. Đúng không? Tôi không biết hết. Đó. Thì cái trending này để cho mình thấy được là cái biểu hiện gene đó, nó sẽ đi theo cái hướng nào. Ha? Đó. Rồi. Và cái phương pháp thứ ba nữa là cái phương pháp mà người ta sử dụng cái 3 phẩy adapter ligation. Đó. Thì cái phương pháp này á, nó không có tốt cho cái việc là tìm cái differential gene expression. Tại vì mình đã làm 3 phẩy, rồi xong xuôi mình làm 5 phẩy, rồi mình revert nó lại nữa. Đúng không? Đó. Thì nếu mà bây giờ nó biểu hiện giữa hai cái khác nhau, một cái library mình gắn qua gắn lại như vậy, đúng không? Đó. Nó không có, nó bị bias sang một bên. Cái gì đó, bởi vì là cái phương pháp này thì tôi thấy ít người ta sử dụng. Hầu như là người ta sử dụng cái phương pháp A này không nè mọi người. Ha, nhớ nha, phương pháp A này. Đó, là cái phương pháp là không có chiều. Ha. Tại sao tôi phải nói như vậy? Tại vì trong mấy cái phần mềm á, chẳng hạn như là cái style aligner, thì khi mà mình align nó sẽ hỏi mình là cái library của mình là untrended hay là trended. Đúng không? Lúc đó không biết cái gì, không hiểu cái gì hết, làm tập bậy tập bạ. Thì nó ra không có read map vô luôn. Hiểu không? Đó. Bởi vì giới thiệu vậy để cho mọi người biết ha. Bình thường thì mình sẽ làm theo cái trending này nè. Đó. Ha. Còn đôi khi có những cái project mà nó có những câu hỏi đặc biệt hơn, nó muốn coi thử là những cái đi theo 3 phẩy hay 5 phẩy thì nó sẽ biểu hiện nhiều hơn hay ít hơn. Ví dụ vậy đó, nó có gây cản trở gì giữa hai cái gene nó overlap với nhau hay không. Ví dụ vậy.
đại khái vậy đúng không? Đôi khi có những câu hỏi mà tôi chưa tưởng tượng được nữa nha, tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi ha. Rồi ở trong đây mình chọn cái phương pháp extract như thế nào, enrichment như thế nào, live prep như thế nào phụ thuộc vào cái câu hỏi sinh học của mình, đúng không? Không có cái nào là phải làm theo chỉ có một đường hết, nó có nhiều cách khác nhau, đúng không? Tùy theo câu hỏi sinh học của mình muốn trả lời thì mình chọn cái phương pháp đó. Bởi vậy là ở đây nói ra để cho mọi người biết trước được để mình chọn cái quyết định của mình làm cái nào cho nó thích hợp ha. Chứ có nhiều người không biết cái gì hết mọi người, cứ nói làm analysis, cứ làm analysis vậy đó mọi người, chứ không biết được là analysis trong chổng nó có nhiều loại vậy. Mình phải biết cách bố trí thí nghiệm cho mình cho phù hợp ha. Rồi bây giờ tới cái việc là ban phân tích pipeline sẽ như thế nào, đúng không? Thì cái raw read có nghĩa là giải trình tự ra được cái fast skill xong xuôi rồi mapping nó lên trên cái reference genome, rồi mapping nó lên trên cái reference transcriptome, đúng không? Map cả hai luôn cái style á mọi người, thường nó sẽ map cả hai luôn, map lên trên genome rồi map lên luôn cái transcriptome luôn ha. Cái transcriptome là cái bài đầu tiên mà tụi mình học á đó, mình đã tải cái file GTF file từ cái encode project về đó ha, nhớ không? Đó là cái transcriptome đó, map lên trên hai cái đó luôn, xong xuôi bắt đầu mình mới count, mình đếm thử rồi cái exome này nè tạo thành cái gene này nè có chiều dài là bao nhiêu, có bao nhiêu read map vô, đúng không? Mình đếm và mình chia ra giống nãy tôi nói gì đó để mình có thể định lượng được, đúng không? Đó cái biểu hiện của gene này là bao nhiêu đó. Dĩ nhiên mình phải làm normalize lại, tại có gene ngắn gene dài khác nhau, có gene nhiều exome, có gene ít exome, đúng không? Đó mình phải normalize lại rồi xong xuôi mình mới tìm cái sự biểu hiện khác nhau giữa hai cái điều kiện hay là ba cái điều kiện hay là sau đó, đúng không? Đó thì là đây là nguyên cái ban phân tích pipeline làm chuyện đó. Rồi như vậy là bữa nay xong về cái bài bung analysis. Nói thiệt là tôi nói không nổi nữa mọi người, tôi nói một tiếng rưỡi rồi. Bởi vậy là tôi cũng gỡ cho mọi người cái slide hai bài luôn rồi mọi người, cái bài single cell với cái bài này ha. Đó thì tôi sẽ qua giới thiệu cái bài single cell một tí xíu để cho mọi người có hình dung, xong xuôi rồi á, là Quyền sẽ giới thiệu cho mọi người cái thực tập và mọi người phải install cái gì, được không? Quyền sẽ có 30 phút nói, tôi sẽ chiếm thêm thời gian khoảng 10 phút nữa để giới thiệu sơ về cái single cell analysis thôi ha mọi người ha. Đó tôi sợ làm quá mọi người, đây chắc tổ quả nhập ma. Mọi người thấy ổn không? Thế cái bài bung analysis thấy ổn không mọi người? Ổn thầy, ổn thầy, ok rồi. Yeah. Rồi thì bây giờ mình qua tới cái single cell analysis hay là cái single cell transcriptomic ha. Thì đây tôi nói sơ sơ qua trước ha, bữa sau tôi đi lại cụ thể hơn tí xíu ha. Đó bữa sau tôi sẽ dành thời gian của Quyền khoảng 15 phút 20 phút lúc đầu nữa tôi nói lại. Thì làm sao mà mình cần cái phương pháp single cell để làm gì? Mình đã giải được cái analysis ở trên cái bân rồi đúng không? Bây giờ tại sao mình phải làm cái single cell, đúng không? Và bây giờ nếu mà mình muốn làm thì mình phải làm như thế nào, đúng không? Đó còn cái phần mà processing của nó, mấy cái phần dưới đây nè tôi bỏ qua ha, Quyền sẽ nói cái phần đó, tôi chỉ mới phần trả lời câu hỏi 1 với 2 thôi ha. Rồi lý do tại sao mình phải sử dụng cái single cell, mọi người nhìn vô đây một cái mẫu ha, ta nhượng HE đó. Của cái của một cái loại mô nào đó, ví dụ vậy đúng không? Tôi cũng không biết nó là mô gì luôn, dịch cho tiếng Việt đó. Thì trong đây mọi người thấy được là nó sẽ có rất nhiều cái loại cell khác nhau, mọi người thấy đúng không? Cái cell type nó khác nhau 3-4 loại đây, bản thân tôi cũng không biết nó là gì đó. Và tương tự đây cũng vậy, ở trong đây là nó cũng sẽ có nhiều cái loại khác nhau, nhưng mà đây là cái gastric đúng không, cái stomach đó, và ở đây là cái một cái gì đó đúng không, đây cái lưỡi của mình nè mọi người đó. Thì cái mô của nó sẽ có nhiều loại, quá trời loại tế bào khác nhau đó. Nhưng mà giờ người ta muốn nghiên cứu là thí dụ như giờ người ta muốn nghiên cứu về cái gland đúng không, về cái tuyến gastric ở trong đây, chứ người ta đâu có muốn nghiên cứu về mấy cái bit ở trên đây
đúng không? Đó thì giờ ta muốn coi thử trong chổng là ở cái đặc tính của nó làm sao, đổ này kia, đúng không? Nó biểu hiện gen gì trong chổng đó, và trong trong đây ngoài những cái loại này ra nó còn có cái gì, cái cell gì trong chổng nữa, phân nhỏ nhỏ trong chổng, đúng không? Ta muốn biết cụ thể là vậy, chứ người ta không biết, muốn biết chung chung nữa thì giờ ta phải làm single cell thôi, chứ cái bơm analysis nó lấy nguyên cục luôn đâu có làm được, đúng không? Đó thì mọi người thấy là cái câu hỏi cơ bản nhất là trong một cái mô hay tissue vậy đó, nó bao gồm rất là nhiều cái loại cell khác nhau, đúng không? Ở đây ta liệt kê ra một đống cái loại cell luôn, có những cái cell mà tôi không biết nó là gì đúng không mọi người. Ở đây chỉ có bác sĩ giải phẫu bệnh đó, như là bác sĩ Minh thí dụ vậy đó thì biết. Ở đây không có cái bác sĩ giải phẫu bệnh đâu, còn ai rồi, đúng không? Quá trước rồi. Thứ nhất là bây giờ mình biết được nguyên cục vậy đúng không, đó một cái organ hay là một cái tissue thì sẽ có rất nhiều đó. Thì cái bơm analysis thì không thể nào cho mình biết cụ thể cho từng cái loại cell ở trong đây biểu hiện gen như thế nào, đúng không? Đó, bởi vì mình phải làm cái single cell. Rồi xong xuôi cái bơm analysis nó cũng không thể cho mình biết được là trong từng cái cell đó, đúng không, tùy cái thời điểm nó sẽ có những cái biểu hiện đột ngột hay là biểu hiện liên tục ha. Thì ở trong mình làm bơm mà là nó là trung bình, mà giá trị trung bình mà mình đâu có thấy được. Thí dụ như đây là một cái gene đi ha, đây là promoter, thì mình cứ nghĩ là khi cái gene nó chạy càng cái polymerase nó chạy càng tới đâu thì nó sẽ tổng hợp tới đó mà nó dài ra cái sợi mRNA của mình, đúng không? Nhưng mà thực tế không phải nó vậy mọi người. Có một số cái gene nó sẽ ở đây, nó sẽ tới đây nó không có gì hết, mà tới đây bắt đầu nó làm dữ lên mọi người. Nó sẽ biểu hiện nhiều lên và tới đây nó giảm xuống. Ừ, vậy đó. À, cái này là người ta sử dụng phương pháp nhuộm, ta thấy được là nhuộm một chỗ nó rất sáng lên. Đó, có nghĩa là nó làm rất mạnh, thí dụ đây nè, đây những cái điểm giống vậy. Ha, à, đó. Thì nói lên chuyện là không phải lúc nào thì nó cũng phải đi theo một cái giống vậy. Thì nếu mà mình làm cái bơm analysis thì nó là trung bình mà đâu thấy được, đúng không? Làm single cell thì mình có thể thấy được. Ha. À, đó. Thấy được như thế nào? Có những cái nghiên cứu anh chị em muốn quan tâm tới, vô đây xem. Ha, đó. Rồi, thì đây thì nó cũng nói cho mình biết được là nó heterogeneity. Heterogeneity này không phải là do bệnh hay là không phải là do gì, mà nó có thể là do cell cycle, đúng không? Khi mà cái cell nó ở đang ở state khác nhau, S1, S2 hay là G1, G2 ví dụ vậy, đúng không? Thì cái biểu hiện gene nó cũng khác nhau đó mọi người. Có khi nó biểu hiện nhanh lên, có khi nó không biểu hiện, nó dừng lại, ví dụ vậy đó. Ha, đó. Thì do tuổi tác, do cell cycle, do mình expose trong cái môi trường gì đó, đúng không? Đó. Mà cái metabolic state nó khác nhau, ví dụ vậy đó. Thì nó cần biểu hiện cái nào nhanh, cái nào chậm, cái nào nhiều, cái nào ít khác nhau. Ha, đó. Thì cái bơm analysis là trung bình mà nó tỉnh, lấy trung bình hết tất cả, bởi mình không thấy được cái chuyện đó. Như vậy thì để mà giải quyết cái vấn đề này thì người ta phải quan tâm tới từng cái cell, đúng không? Ha? Từng cái cell, thì để làm từng cái cell thì người ta phải nghĩ tới single cell, đúng không? Đó. Thì đây là, mà cái single cell mọi người, nó không phải lúc nào nó cũng giống nhau đâu mọi người. Ở đây ai mà phân tích nhiều single cell sẽ thấy được, nó stochastic rồi mọi người. Ha? Có nghĩa là nó có giống nhau thật, nhưng mà không phải giống nhau 100% đâu. Cái cluster của nó đôi khi á, nó có một số cái cell đó mà nó nhảy qua bên cái nhóm kia mọi người ha. Nó có giống nhau nhưng mà phải giống nhau 100%. Nó giống nhau ở một số cái mặt cơ, có gì đó. Nó stochastic là có nghĩa là nó gọi là sao ta, nó ngẫu nhiên á ha, đó. Và nó bursting nữa, có nghĩa là tự nhiên cái nó cần làm nhanh lên, nó accelerate lên, nó xảy ra liền liên tục. Còn có cái thì nó cứ từ từ cái gì đó. Bởi vậy là nhiều cái yếu tố này làm cho mình phải dẫn tới chuyện là muốn đo đạt nó phải đo đạt từng cell, để mình mới thấy được, mình mới hiểu được hết. Thì bây giờ để mà làm được những cái chuyện giống vậy thì người ta thường ứng dụng cái single cell vào trong những cái câu chuyện nào? Câu chuyện thứ nhất là trong development. Câu chuyện thứ hai là trong cái những cái mô khác nhau, nó sẽ heterogeneous khác nhau. Ha. Và trong cái immune cell, mọi người biết rồi, immune là trong máu đó, đúng không? Đó thì có T cell, B cell, tất cả những cái loại đó. Và trong cái tumor, đó là những cái anh chị em này nè,
đó, nó sẽ rất là heterogeneity. Thí dụ như trong development thì nó không phải heterogeneity nhưng mà nó là rất ít. Chẳng hạn như trứng thụ tinh tinh trùng, đúng không? Nó tạo ra là cái embryonic. Đó, cái embryonic stem cell thì nó chỉ có một tế bào, hai tế bào thôi, đúng không? Mọi người cũng biết là thời gian nó thành 2, 4, 6, 8, ví dụ gì đó. Người ta muốn nghiên cứu nó thì phải làm single cell chứ sao giờ. Nó rất là low cell number. Còn mấy đứa này dưới đây thì nó heterogeneity. Ha? Đó. Rồi, để giải quyết cái vấn đề này, người ta mới dẫn đến làm cái single cell. Mà single cell không phải bây giờ mới có đâu mọi người, nó có lâu rồi. Đó, người ta sử dụng cái microscopy có nghĩa là nhuộm, đúng không? Nhuộm huỳnh quang, fish, ví dụ vậy đó, để người ta xem. Hoặc là bữa trước Ngữ có dạy cái bài cytometry. Ha? Đó, là mọi người cũng hiểu rồi, nó là gì đúng không? Để người ta nghiên cứu về những cái đặc tính của cái single cell. Nhưng mà dĩ nhiên cái resolution của nó không có đủ để cho mình có thể thấy được cái biểu hiện của từng gene trong chẩm, đúng không? Cái fish này thì nó chỉ số được, nó được mấy cái, một số cái gene thôi, chứ đâu có nhuộm được nhiều màu, đúng không? Ví dụ đây ta nhuộm màu xanh nè, xanh lá cây, rồi xanh blue nè, rồi màu hồng nè, ba màu, bốn màu, năm màu là cùng, đúng không? Nhiều hơn thì sao thấy được? Đó, thì cái này nó có cái những hạn chế của nó, ha? Ví dụ như đây mọi người ta so sánh giữa cái phát nè, giữa cái cytop nè, giữa qPCR nè, đó về tiền bạc, về cái số cell, ví dụ vậy đó, ha? Thì mọi người thấy được là dốt cuộc rồi cái sensitivity của nó. Ở đây mình chỉ thấy được là 10 đến 30 gene thôi nếu mà sử dụng cái qPCR. Nhưng mà trên cơ thể của mình có 20.000 gene rồi, đúng không? Mà mình làm giảm xuống thì ít nhất cũng được cỡ 2.000 gene. Đó, 10% ở trong đó. Chứ giờ thấy được 10, 30 gene thì để làm gì? Đúng không? Không đủ. Hoặc là này được có 40 thôi, này được có 17 thôi, đúng không? Tức là tập những cái này nó đều người ta đã làm rồi chứ không phải không làm, nhưng mà nó hạn chế, đúng không? Phương pháp nó hạn chế và nó cũng đắt đỏ lắm mọi người. Ví dụ như cái này nó tới 35 đô rồi, cái 2018 nó còn 35 đô, nó đắt đỏ. À, đó. Rồi, như vậy thì người ta phải nghĩ ra cái phương pháp làm, đúng không? Thì người ta nghĩ tới cái chuyện single cell. Thì cái single cell là cái gì? Ở trong đây người ta sẽ so sánh với lại cái automation giữa cái phát sọt với lại cái microfluidic này. Ha? Mọi người thấy đây là cái microfluidic, là cái phát sọt này đúng không? Ở đây tôi sẽ chiếu cái hình để cho mọi người xem qua. Cái microfluidic này là cái dòng chảy nước mọi người. Ha? Tôi sẽ cho mọi người xem qua nó đây. Nó nhỏ xíu rồi nha mọi người, nhỏ xíu vậy nè, bắt đầu ta mới quay phim vô trong. Đó, là mỗi cái giọt nó vậy đó mọi người, có cell trong chổng, nó có cái bit ở trong chổng. Ha. Đó mọi người thấy không? Đó nó một cái giọt dầu. Trong cái giọt dầu đó nó chứa ha, nó đi qua cái này rất là nhỏ đó, không biết sao tao quay được, tôi không biết đó. Tôi có gỡ cái mọi cái link đó ha để cho mọi người xem, thì cái gọi là cái là microfluidic ha. Rồi thì đây mọi người nhìn thấy được là cái này là mỗi một cái giọt dầu đó nó sẽ chứa ở trong đây là cái bit của nó và ở đây là cái cell của mình. Ha, mỗi một cái giọt dầu nó chứa hai thành phần chính, một cái là cái bit, trong cái bit này nó sẽ chứa cái ba co, chứa cái UMI để nó có thể bắt được với lại cái cell, cái mRNA của cái cell này. Ha, đó. Rồi mọi người thấy cái cell của mình là có thể cell này nhìn là thấy cell thần kinh, ví dụ vậy đúng không? Còn cell này nó là một cái fibroblast, tôi nghĩ là vậy. Đó. Còn này nó giống như là cái embryonic stem cell thì nó tròn giống vậy. Ha, hay là cái macrophage hay là gì đó. Thì đây là một cái giọt dầu ha, người ta sử dụng cái microfluidic nè để cho cái giọt dầu nó đi qua cái này. Còn đây là cái phát sọt mà bữa trước mình học đó ha, thì người ta sẽ sọt bằng tay lấy cái này hứng. Ví dụ như giờ hứng cái những cái cell mà nó có màu hồng qua một bên, những cái cell màu xanh qua một bên và những cái cell màu vàng qua một bên. Đó, thì hứng thì làm sao được nhiều.
đúng không? Hứng cái này á, là nó cỡ 100 cell, có nghĩa là mỗi lần hứng một cell đem ra để, hứng một cell khác đem ra để, cái gì đó, cái việc mà mỗi một cell vậy mình làm 100 cell, có nghĩa là mình cần 100 cái event thì cũng chết rồi, chết lên chết xuống rồi. Ha. Bởi vậy là cái phần mà automate á, có nghĩa là làm tự động hóa á, thì cái hồi nãy mọi người thấy người ta làm tự động hóa dễ dàng, đúng không? Còn cái sọt này thì khó, đúng không? Cái này người ta làm chừng 100 cell đổ lại. Ha. Thì cái phương pháp này là người ta hay sử dụng là Maxic Tool để mà mình sort ra, mình giải được long read luôn, hay là Maxic Tool. Còn cái high throughput này, chẳng hạn như 10x Genomics nè, hoặc là RobSeq nè, đó, hoặc là Droplet nè, đó, thì mấy cái này á, thì cho nhiều cell được. Ha? Nhưng mà trong cái phần mà bài tập mà Quyền cho mọi người làm alignment sẵn đồ này kia rồi á, thì cỡ 200 cell đúng không Quyền? Ha? Không phải là tôi chỉ muốn cho 200 cell, tại vì là cái máy của mọi người để làm cái mapping á, hồi nãy á, thì á, nếu mà nhiều cell quá mọi người làm không được. Đó, bởi vậy tôi làm cho nó nhỏ nhỏ lại. Rồi, ở đây á, là mình không có target nó. Mình giải hết luôn à. Mình không có target vô phần nào hết. Bởi vậy là đòi hỏi cái input số cell ở đây nè. Đó, rất là nhỏ. Mọi người thấy không? Ha, cái input số cell nhỏ như vậy đó. Rồi, cái này parallel được. Đúng không? Tại vì cái nó cứ chạy qua dòng chảy thôi. Đúng không? Đó, còn cái này thì mình phải làm time manual. Ha, đó. Thì chủ yếu là cái phát minh lớn nhất của single cell là nhờ cái microfluidics này. Ha, nhờ cái này. Mọi người sẽ vô chi tiết vô nhờ nó như thế nào. Thì mình làm A là manual, rồi xong xuôi mình làm multiplex, rồi xong xuôi mình cho vô trong cái circuit này, rồi mình làm handling robot được các kiểu. Ha, qua nhiều thời kỳ khác nhau mọi người. Đó, ở đây là tất cả những kỹ thuật nó theo thời gian. Ha, và cái 10x Genomics này nè, nó cỡ 2017. Ha, là cái mà bây giờ người ta sử dụng rộng rãi nhất. Ở đây tôi không phải quảng cáo ở công ty này ha, tại vì nó rẻ. Không phải, tại vì nó làm dễ dàng đó mọi người ha. Còn mấy cái RobSeq này cũng dễ mọi người, trong lab tôi có, và đó có chị Pha chị làm nó cũng không khó mà cũng rẻ tiền đó mọi người. Nhưng mà chỉ có một cái nó khó reproducible. Đó, có nghĩa là tính lặp lại của nó không có bằng cái 10x này. Ha. Cái Maxic Tool này thì làm cho cái read mà nó giải nguyên cái trình tự exome luôn. Ha. Còn cái 10x này hoặc là RobSeq này nó chỉ giải đầu 3 phẩy hoặc là giải đầu 5 phẩy thôi. Ha. Nó giải một đoạn ngắn ngắn ở trong cái đó. Ha. Chứ nó không có giải hết. Còn cái Maxic Tool này giải hết luôn. Ha. Rồi, mọi người thấy được là nếu mà người ta sử dụng cái multiplex này là nó cỡ 100 cell, đúng không? Cái ngàn cell này, cái fluidic này, đúng không? Còn cái microfluidic này thì bắt đầu là mấy cái phía trên đây là mình có thể giải được là tôi thấy có những cái data nó lên tới mấy chục ngàn cell. Ha, đó. Rồi. Thì lúc nào mình cũng phải đưa ra hai cái chọn lựa mọi người. Ha, giữa cái việc là sensitivity và cái quantity. Sensitivity thì mình giải được nhiều cell, đúng không? Ha, nhưng mà mình lại không có cái depth của nó. Đó, thí dụ như trong trường hợp này, mọi người thấy được là những cái cell mà mình muốn giải được nhiều cell thì cái số read có chót cùng cái số read đó mọi người, ở đây trong hai trường hợp là cái cùng số read. Nhưng mà nếu mình giải nhiều cell, đúng không? Thì mình sẽ có cái coverage đó thì nó thấp. Còn đây mình giải ít cell thì mình được cover nhiều. Thì lúc nào nó cũng trade off giữa cái sensitivity với là cái quantity. Đúng không? Mình phải chọn lựa một trong hai. Còn nếu mình có nhiều tiền thì mình khác. Đúng không? Nhiều tiền thì mình cố gắng mình vừa làm cái depth nhiều và mình giải được nhiều cell ha. Đó. Rồi, thì trong đây người ta chủ yếu là người ta so sánh hai cái này, và tới bây giờ tôi làm cũng chủ yếu là hai cái này với mọi người. Đó, bởi vậy là tôi thích cái bài này ở chỗ như vậy ha. Có nghĩa là tôi sử dụng là cái 10x Chromium là chủ yếu. Có nghĩa là cho nó chạy qua cái dòng chảy, đúng không? Cái giọt dầu đó nó sẽ chứa cái bit, rồi nó chứa luôn cái cell trong chổng ha. Đó, đây là cái bit nè, còn cái màu vàng là cái cell ha. Đó, mình được cái đó rồi mình bắt đầu là mình đi giải trình tự. Dĩ nhiên nó phải trải qua chuyện là phân hủy cái thành tế bào, rồi nó lấy được cái DNA trong chổng, đúng không? Rồi nó bắt đầu lấy được cái RNA trong chổng, cái RNA trong chổng nó mới gắn lên trên mấy cái bit. Vậy một lát mọi người sẽ thấy cụ thể. Còn bên đây là cái Maxic mình phải làm phát sọt lỗ này kia, đúng không? Mình làm manual đó, thì sau khi mình sọt xong rồi mình làm để từng cell giống vậy đó
ha. Rồi xong xuôi mình giải, mỗi một cái cell mình có ít cell thì mình có thể giải được nhiều read, đúng không? Đó. Thì trong đây thì cái phương pháp là Massive Tool là phương pháp phổ biến. Sort ở trên NCBI mình cũng sẽ thấy được là rất nhiều cái data nó có cho cái Massive Tool này. Cái cell Massive Tool này á, nó cũng rất là tốt đó mọi người. Đó. Nó có thể giải ra được những cái gene mà nó biểu hiện thấp thôi, mình cũng thấy được ha, cái cell Massive Tool này ha. Tôi thấy trên NCBI cũng có cái data của cái cell Massive Tool này cũng nhiều. Đó. Nhưng mà phổ biến hơn hết là sử dụng mà là mình giải hết luôn cả một cái gene nó luôn đó mọi người, hầu như là cả một cái gene nó luôn thì người ta sử dụng Massive Tool. Nó mang tính manual là mình phải làm phát sọt ha. Còn bên đây tự động, có nghĩa là có cái dòng chải chảy qua rồi mình sẽ cho chải cái cell lên và bắt đầu cái cell với cái giọt dầu nó dính vô nhau ha. Đó. Thì ở đây thì mình làm tự động hóa, mình sẽ làm được rất nhiều cell, có thể lên đến 20k đến 200 200k read trong cell. Ở đây mình lên 10.000, bây giờ còn hơn 10.000 nữa mọi người. Tôi thấy có mấy cái 16.000, 17.000 cell luôn ha. Chủ yếu là nó chỉ giải cái trình tự đầu 3 phẩy thôi à. Đó. Có nghĩa là nãy mình mọi người đã học đội trên đúng không? Nó giải đầu 3 phẩy vào, có nghĩa là giải từ cái poly A nó giải vào ha. Đó. Thì nó giải và nó train information, nó reserve, có nghĩa là vẫn giữ được là tại đầu 3 phẩy mà là một bên. Đó vậy đó. Nó không có dual hai bên. Nhớ ha, cái drop seq là sử dụng cái microfluidic. Còn cái massic tool hay là massic này hoặc là cell tool này thì sử dụng cái phát sọt, phải làm sọt từ từ ha. Và ở đây do là cái này nó làm tự động, nó làm được nhiều, bởi vậy mình chỉ giải được cái trình tự ở đầu 3 phẩy của nó. Hoặc là bây giờ nó có cái kit mình mua đầu 5 phẩy luôn, nó có mọi chọn một trong hai thì mình chỉ giải được một phần thôi ha. Còn đây là mình giải được full length luôn, cái transcript luôn, full length nha, nhớ full length của transcript đó luôn ha. Đó. Thì đây là hai cái, được ít cell thì mình được full length, ở đây được nhiều cell thì mình chỉ giải được đầu 3 phẩy. Nhớ vậy ha, do kỹ thuật, một cái là làm bằng tay, đúng không? Đó, pick up từng cái hoặc là phát sọt từng cái. Đó, pick up từng cái colony, ví dụ vậy đó. Còn đây thì người ta làm tự động hóa luôn ha. Nhớ mình có hai cái trường phái giống như vậy. Và cái mốt thì chủ yếu là mình sử dụng cái này, hoặc là có cái này, có một số tụi tôi làm ở bên chỗ đề tài á, tôi thấy là cũng có cái data này ha. Nhưng mà đa phần thì là cái này. Đó. Thì bạn Quyền sẽ hướng dẫn mọi người làm ngày mai là cũng chủ yếu là cái này ha. Ở tuần sau cũng chủ yếu là cái này. Rồi tôi bỏ qua cái này tí xíu. Ở đây tôi chỉ giới thiệu cái này để lát bạn Quyền nói mọi người hiểu. Hồi nãy tôi chưa có đi sâu vào trong cái giọt dầu, đúng không? Trong cái giọt dầu nó có cái bit. Cái bit này nó là gì? Cái bit này nó sẽ chứa nhiều, rất rất nhiều cái ba co nằm ở trên cái cục cái bit này. Cái ba co không chứa cái trình tự mọi người. Thì cái trình tự này nó bao gồm cái gì? Thứ nhất là nó gồm cái handle, đúng không? Là cái chỗ mà nó gắn vô trong cái bit này. Cái thứ hai là cell ba co. Cái thứ ba là cái UMI. Cái cell ba co có là mỗi một cell này nè, nó sẽ tương ứng với là cái cell ba co này. Nó sẽ giống nhau hết tất cả. Nếu mà nó nằm trong cùng một giọt dầu thì cái cell ba co này giống nhau hết. Ví dụ như là cái cell ba co là số 7 thì cái cell này đặt tên là số 7 ha. Còn cái UMI này thì nó sẽ gắn lên trên cái transcript của mình, nó gắn lên trên cái UMI này. Mỗi một cái UMI nó sẽ tương ứng với một cái transcript hay là một cái gene. Được không? Ha. Rồi mọi người thấy được là trong đây, trong cái bit này nè, nó có chứa luôn cả cái cell lysis buffer luôn. Để khi mà cái cell mà nó vô đây, nó sẽ bị cái lysis buffer này nè, nó ly giải ra và nó làm cho cái RNA của cái tế bào này nó bung ra môi trường. Và khi mà nó bung ra trong cái môi trường giọt dầu này rồi, nó sẽ lai vô trong cái này, nó lai vô, nó dính vô. Mỗi cái gì mà nó sẽ dính vô trong mấy cái đống này, nó sẽ dính thành vậy nè, mọi người thấy không? Đó. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có một cái bit, đúng không? Cái bit đó nó sẽ gắn với lại, nó có cái poly T. Đó, cái poly T nó sẽ gắn với lại cái poly A của cái đó. Rồi xong xuôi mình có cái library này, cái mình đem đi sequencing. Thì mỗi một cái màu xanh lá cây này nè, nó sẽ là một cái cell. Mốt mình kéo nó ra, cùng một cái mình kéo nó ra. Đó là cái ý cơ bản
cho cái này. Mọi người coi người ta hay tới nỗi mà làm sao mà có một cái giọt dầu mà trong cái giọt đó nó có cái lipid buffer để cho nó làm bể ra cái này đúng không? Và cái làm cho mấy cái MR này nó dính lên. Ở đây nó có cái poly T để nó gắn vào cái poly A của mình. Ví dụ vậy đó. Để bắt đầu mình mới có pull nó ra. Thì khi mình lấy cái library mình đem đi sequencing đó, thì mình cái nào có màu xanh nó cùng một màu xanh hết, có nghĩa là cùng cái ba con này nè, thì nó đến từ cùng một cell. Đúng không? Đó. Còn cái GMI á, thì nó là đến từ cùng một gene. Cái GMI đó, nó sẽ đặc trưng cho cái gene đó. Được không? Nguyên tắc cơ bản của cái droplet sequencing đó, sử dụng cái này để làm. Được không? Ha? Ok không? Được không mọi người? Dạ được. Không nói gì vậy? Dạ được. Dạ được thầy. Ừ. Rồi, vậy tôi chấm dứt ở đây ha. Tuần sau tôi sẽ cover lại thêm một tí xíu nữa. Bây giờ bài hơi dài, sorry mọi người. Mời Quyền em giới thiệu về mấy cái mà để cho mọi người chuẩn bị tuần sau ha. Tại vì để mình làm được á, mình làm hứng thú á, thì mình phải chuẩn bị. Đó, mình phải cài đặt rồi mình phải download data về. Mời Quyền. Dạ, dạ thầy. Dạ, chờ em xíu để em gửi cái link cho mấy anh chị. Rồi em xem màn hình đi. Dạ. Dạ rồi thầy với mấy anh chị thấy màn hình của em chưa? Dạ thấy rồi ạ. Dạ rồi. Dạ thì em có gửi cho em anh chị một cái file script với lại một cái đường link để hướng dẫn install một cái người ta gọi là Cell Ranger. Dạ rồi. Thì em xin được giới thiệu 20 tới 30 phút về một xíu về những cái mà mình cần thiết để mình thực hiện những cái bước phân tích trong dữ liệu RNA single cell RNA sequencing. Thì đây là cái nội dung, đó là cái nội dung của cái bài tuần sau. Của cái bài tuần sau thì em sẽ nói về bài chính. Đầu tiên em phải giới thiệu về cái Cell Ranger. Cái thứ hai thì mình sẽ thực hiện chạy một cái người ta gọi là Cell Ranger Count. Và cái thứ ba thì mình sẽ, sau khi chạy Cell Ranger Count xong thì mình sẽ thực hiện thực hiện xây dựng cái dataset của mình, cũng như là thực hiện cái bước gọi là quality control. Thì cái hôm nay em muốn giới thiệu đến anh chị ấy là cái mục số 3 này ở trong mục lớn, thì mục số 3 mình sẽ install một cái phần mềm người ta gọi là Cell Ranger. Thì Cell Ranger là gì? Thì em sẽ nói sơ qua một xíu rồi tuần sau em sẽ nói kỹ lại. Thì cái Cell Ranger nó là một cái phần mềm, trong đó nó có thiết kế một số cái pipeline mà dùng để phân tích cái dữ liệu single cell. Ví dụ như là người ta sẽ thực hiện sắp xếp những cái read của mình lên cái reference genome chẳng hạn, hoặc là nó sẽ tạo ra cho mình được những cái matrix mà dựa trên những cái đặc điểm barcode. Và ngoài ra thì nó cũng được thực hiện cho mình là những cái phân tích phân cụm, hoặc là có thể là nhiều hơn. Thì cụ thể hơn một xíu về Cell Ranger đó, thì nó có thực hiện cho mình một số cái pipeline như sau. Thì như cái hình mọi người thấy á, thì cái hình này là từ cái việc mà từ cái cell sample, tức là cái sequencing, thì người ta sẽ thực hiện wet lab. Sau đó mình sẽ có thu được một cái là PCL file. Thì cái này là base code, người ta gọi là base code file. Thì cái này là một cái dữ liệu từ cái sequencer thôi. Thì cái Cell Ranger nó có thể thực hiện là một cái gọi là Cell Ranger MK FASTQ. Thì nó có thể convert những cái PCL file này thành cái FASTQ file của mình, thành cái FASTQ file. Và sau thì trong Cell Ranger thì người ta cũng có một cái pipeline là Cell Ranger Count. Thì cái Cell Ranger Count này á, nó sẽ lấy những cái FASTQ file, sau đó nó sẽ thực hiện những cái việc như là nó thể thực hiện việc alignment này, thực hiện việc lọc này, là barcode counting hoặc là GMI counting. Thì barcode với là cái GMI thì lúc nãy thầy đã giới thiệu, thì cái barcode nó sẽ tương với lại cái cell, còn GMI thì nó sẽ là tương với lại những cái transcript. Thì sau khi mà thực hiện xong á, thì nó sẽ cho mình ra mình những cái output. Thì về cái input với lại output của cái Cell Ranger Count này á, thì là tuần sau em sẽ nói rõ hơn. Thì ngoài ra nó cũng có thêm hai cái pipeline khác như là Cell Ranger
aggregate thì cái này là nó chỉ là một cái pipeline mà nó sẽ gom nhiều lần chạy của cái cell ranger count của mình lại thôi. Ví dụ như là bây giờ mình có 5 sample thì mình sẽ thực hiện chạy cell ranger count 5 lần. Sau đó mình muốn merge 5 cái sample đó lại với nhau thành một cái file duy nhất thì mình sẽ thực hiện dựa trên cái cell ranger aggregation này. Thì ngoài ra nó cũng có một cái pipeline cuối là cái reanalyze thì nó sẽ thực hiện tái phân tích lại thôi. Em sẽ đi một xíu tổng quát về những cái phân tích dữ liệu trong cái phân tích những cái pipeline phân tích trong dữ liệu single cell RNA sequencing. Thì nó sẽ chia làm hai hai quá trình lớn. Cái đầu tiên người ta gọi là preprocessing và cái thứ hai người ta gọi là downstream analyze. Thì cái preprocessing cũng có thể gọi là upstream analysis. Thì nó sẽ là từ những cái raw data processing của mình. Thì cái raw data này cụ thể nó sẽ là những cái FASTQ file. Thì sau đó nó sẽ tạo cho mình được những cái matrix. Thì sau khi mà mình có được cái matrix này, mình sẽ thực hiện những cái bước như là quality control, rồi normalization hoặc là dimensional reduction dữ liệu. Thì mình ngoài ra thì mình cũng có thể thực hiện những cái bước như là data correction, rồi feature selection. Rồi sau khi mà mình thực hiện xong cái upstream analyze thì mình sẽ tới với lại là những cái phân tích downstream analyze. Thì cái downstream analyze có nghĩa là mình sẽ tìm ra những cái đặc tính sinh học, mình tìm ra những cái tính chất, những cái đặc điểm sinh học từ cái việc từ cái quá trình phân tích upstream analyze của mình. Thì có thể là kể đến như là việc là mình sẽ tìm ra, mình sẽ phân cụm tế bào, sau đó mình sẽ làm cell type annotation, mình sẽ tìm ra cụ thể từng cái phân cụm là tương với lại những loại cell type nào. Thì tiếp đến mình cũng có thể thực hiện những cái bước như là mình sẽ tìm ra cái differential gene expression, rồi cũng có thể mình có thể xây dựng được một cái chu trình thời gian giả để mình tìm ra cái quá trình quá trình biệt hóa của tế bào nó như nào chẳng hạn. Yeah. Thì những cái này thì em sẽ đi vào những cái buổi tiếp theo em sẽ nói cụ thể hơn. Thì quay lại cái cell ranger, thì cái cell ranger của mình nó sẽ làm cái việc gì trong cái toàn bộ cái chu trình phân tích dữ liệu single cell RNA sequencing này? Thì cái cell ranger nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ nó sẽ thực hiện là phân tích cái FASTQ file của mình, hay còn gọi là cái raw data này, để nó thành một cái output là cái count matrix. Thì cái count matrix này nó sẽ tương ứng là một cái matrix mà nó bao gồm là những cái cell và những cái gene. Thì những cái cột của mình những cái column của mình sẽ là tương ứng với những cái cell, và những cái hàng, những cái row của mình sẽ là tương ứng với những cái gene. Đó, thì đây là mục đích chính của cái cell ranger. Thì ở đây thì em cũng có một cái hình minh họa về cái raw data. Thì cái raw data của mình sẽ bao gồm những cái FASTQ file nhé. Và cụ thể trong cái single cell RNA sequencing thì nó sẽ có hai cái file FASTQ. Thì tương là người ta gọi là R1 và một cái R2. Thì cái R1, trong cái R1 nó sẽ chứa gì? Nó sẽ chứa cái đầu tiên là cái cell barcode, cái thứ hai là cái UMI. Thì cái cell barcode này thì mình có thể dựa trên cell barcode để mình xác định được từng cái single cell. Còn cái UMI thì mình sẽ xác định được là những cái transcript của mình hay là những cái mRNA ấy. Rồi, thì tiếp đến là về cái file FASTQ số 2 thì người ta gọi là cái R2 hay là gọi là RIG2. Thì cái RIG2 của mình sẽ tương là nó chứa những cái transcript sequence của mình, là những cái trình tự RNA ấy. Dạ rồi, thì để với cái mục đích chính của cái buổi hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị install cái cell ranger. Thì em cũng có gửi cho anh chị một cái file script với lại một cái đường link mà hướng dẫn á. Thì đây em nói sơ qua một xíu, em nói qua rồi xíu em sẽ nhờ một anh chị ở đó xem màn hình rồi làm giúp em. Thì để install được cái cell ranger á thì người ta cần thực hiện hai cái bước lớn. Bước đầu tiên là mình phải download được cái cell ranger. Thì cái cell ranger này nằm ở một cái dạng file là tar zip file. Và cái thứ hai là mình phải download được cái reference tương. Thì ở đây cái reference này thì mình sẽ download cái human reference genome. Đó, thì cái hai cái công việc chính mình cần phải làm. Thì cụ thể hơn với mỗi công việc á, thì đến với cái đầu tiên là cái cell ranger trước. Thì nó bao gồm 4 step chính. Đầu tiên thì mình sẽ download cái file cell ranger trên cái đường link mà em gửi cho mấy anh chị á. Thì nó có hai cách để download, mình có thể sử dụng cái lệnh là curl hoặc là wget.
thì anh chị có thể dùng cả hai lệnh này để download cái nào cũng được. Và cái đường về cái đường dẫn mà mấy anh chị để cái cell ranger á, thì ý là mấy anh chị thấy phù hợp ở cái ở chỗ nào thì mấy anh chị có thể để tự do, nó không có yêu cầu. Thì ở đây em có người ta có recommend là mình để trong cái OBT á. Yeah. Và sau khi mà mình thực hiện cái step 1 xong thì mình đã download được cái file xong, thì mình sẽ đến với step 2. Thì step 2 thì mình sẽ unpack cái file lúc nãy mình đã download được bằng cái câu lệnh lata trừ hsvf này và cái đường cái file mà lúc nãy mình download được. Đó, thì sau khi unpack xong á thì mình sẽ tạo một cái directory, tạo một cái đường dẫn để cái cell ranger này, để lúc mà mình cần á thì mình sẽ export cái đường dẫn này thôi, thì nó sẽ cho phép mình sử dụng cái cell ranger. Thì mấy anh chị chỉ cần đơn giản, mấy anh chị cần thực hiện cái câu, anh mấy anh chị chỉ cần viết cái command line này là được. Anh cái port này thì mấy anh chị dẫn tới cái đường dẫn của cái file mà lúc nãy mấy anh chị đã unpack ra. Và cái bước cuối cùng á, sau khi mà mấy anh chị đã tạo được cái đường dẫn cell ranger xong thì mấy anh chị sẽ chạy run một cái gọi là, người ta gọi là cái test run, thì mình sẽ kiểm tra lại là cái cell ranger của mình đã install thành công hay chưa. Thì mấy anh chị đầu tiên mấy anh chị sẽ export cái đường dẫn tới cái cell ranger, sau đó mình sẽ chạy một cái command line là cell ranger test run --id bằng tiny này. Thì nếu như mà nó chạy xong, nó trả lại dữ liệu là nó trả lại cái kết quả là complete successfully này, thì có nghĩa là cái cell ranger của mình đã thành công. Rồi thì mình xong về cái việc mà mình download install cái cell ranger, thì tiếp theo là cái còn lại là cái human reference genome. Thì cái human reference genome thì cụ thể thì mình sẽ download cái bản mới nhất là bản 2020 này, về cái bản 38. Thì mấy chị cũng chỉ đơn giản là mấy chị có thể download bằng cái CGUIL và wget. Và về cái phần mà về cái download file, về cái chỗ đựng file thì mấy chị có thể là bỏ trong cái OBT luôn cũng được, hoặc là ở bất kỳ chỗ nào mà mấy chị mong muốn. Rồi thì ngoài ra thì một xíu nữa thì sau khi học xong thì em cũng sẽ gửi cho anh chị một số cái package general để mấy chị có thể install để mình thực hiện trong những cái buổi tiếp theo. Thì bây giờ thầy có thể kêu một anh chị nào xem màn hình để mấy anh chị làm thử từ bước số 1 tới bước số 4 được không thầy? Tôi thì happy thôi, nhưng mà không biết là có ai muốn install không? Dạ, tại vì cái này cũng nhanh, không có lâu luôn nha chị. Em có gỡ cái file trong đó không em? Dạ, em gửi hết rồi thầy. Dạ, em gửi một cái đường link với một cái file strip không rồi. Ok. Đạt, em giúp giùm được không Đạt? Cái thứ em giao rồi. Được không em? Em đau rồi, phải 6 giờ mình. Em nói cái gì tôi không biết, tôi chỉ hỏi là được hay không. Được thì xem màn hình, không thì thôi. Dạ, tại em đau cái siêu răng chợ ấy. Có nghĩa là em lạc rồi đúng không? Em không muốn làm lại đúng không? Ok. Chị thì nói không được đi. Vậy là xong. Có ai muốn thử không mọi người? Dạ, để em cài cho nó. Dạ, em đã. Ok, vậy mời em xem được. Quyền thấy màn hình của anh Quang Quyền. Dạ thấy anh ơi. Cái này không bắt buộc phải vào OBT đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi anh.
thì mình sẽ đào cái đường link như Quyền đã gửi. À, rồi giờ mình giải nén. Hình như nó bị chắc là mạng sao để chắc cái đâu lại. Không được Quyền ơi. Chắc mạng nó bị gì rồi anh ơi. Không thì anh vô cái đường dẫn của em á, anh vô cái đường link Serranger luôn, anh lên trên trang nó luôn. Cái web nào Quyền đó không Quyền? Anh mở cái download page ra. À. Anh quay lại cái trang cái link cũ đi. Rồi anh bên tay bên tay trái, bên có cái trái anh bấm chữ download. Không phải nữa. Anh qua lại link cũ đi anh. Link cũ. À, rồi anh kéo lên. In download ở phía trên anh, download ở phía trên Serranger đó. Đúng rồi. À, anh mở introduction. Nó nằm ở đâu ta? Chờ em xíu để em mở lại. Nó đòi mình đòi hỏi mình phải đăng ký thì bắt mình phải đăng ký thôi. Dạ. Yeah. Tại vì người ta muốn vậy mà, người ta muốn đếm á, coi có bao nhiêu người sử dụng. Để cái này institution để gì cũng được hả thầy? Được, để gì cũng được, để home. Dạ. Đúng rồi anh, cái đường dẫn anh gửi.
tôi thấy mọi người cũng nên làm luôn đi mọi người đó, để chạy thử được các kiểu. Chứ còn nếu không á, mà mình không chạy thử á, mình không có cảm thấy được data đâu mọi người, không có cảm giác á. Dạ, em đang đau mà nó bị permission denied, em không biết sao. Trong OPT nó có quyền root á, rồi check lại. Em download vô trong cái download folder trước đi, để một lát á, em xem màn hình để mọi người chỉ em xét cái OPT nha. Cái file to này mình check MD sum vậy đúng chưa thầy? Corrupt gì đâu. Vậy mình giải nén nó vậy. Mình download xong, nhảy nén xong một cái không phải là cái file pin chứ đúng không Quyền? Dạ, anh sửa lại cái đường dẫn đi. Cái đường dẫn, ý là đường dẫn này, em lấy đường dẫn của em á. Anh sửa lại cái đường dẫn của anh. Nhận nguyên cái folder luôn á Quyền, chứ không phải là dạ, đúng cái rồi. Folder bin dạ. Rồi hả? Dạ đúng rồi, vậy thôi anh. À, thôi. Dạ. Thôi, để vô bin. Mà để như vậy thì nó export là nó chỉ có tác dụng trong ngay đây thôi mà. Trong cái terminal thôi, những lần sau nó vẫn apply luôn mà. Như đâu không, như không mà đúng không?
Đúng rồi, có nghĩa là mỗi lần mình chạm phải export nó ra một lần đó. Thì mình chắc mình nhét nó vào cái file. Cái đó là folder mà em vim luôn cái tên file đó luôn. Dạ. Không, em phải export nó em. Em phải suột nó. Em suột nó. Em suột cái file nãy trên đó. Ok, mình có cái phần mềm chắc thử. Cái máy của em hiện đại quá ha. Có 8GB đúng không em? Dạ có 8GB RAM à, dạ đúng rồi. Ừ, bạn xài cái gì mà còn có 4GB rưỡi vậy? Cũng không biết đâu. Ủa, cái này là nó chạy test, là nó chạy test. Nó đòi tới 6GB RAM là gì cao vậy thầy? Mình phải set nó lại đó, mình phải vô cái configure, mình configure lại, mình làm còn 4GB thôi, mình còn có 4GB rưỡi dư mà, 4GB thì được. Cái Sky á, nó ngốn dễ sợ ha, nó sử dụng 50 mấy% CPU Sky. Yeah. Ghê ha. Yeah, chắc phải tối luôn. Thử coi memory coi cái nào nó ngốn dữ nhất, em bấm vô trong cái memory để cho nó sort sort by by memory. Cái Sky cũng là cái chùm nhất. Yeah. Vừa sử dụng nhiều CPU, vừa sử dụng nhiều thêm. Không thấy cái cell đang chở đâu.
Ủa em làm này lâu không vậy Quyền? Dạ em thầy em làm máy trên công ty nên nhanh thầy ơi. Để máy em có 4 ghi à? Tại máy em có 4 ghi em chạy không có được. Em chạy ý là tại vì mở nhiều tab nữa nên là chạy không có được thầy. Ok đi, mình không chờ nữa. Bác sĩ Minh cứ để nó tiếp tục ha. Rồi Quyền, cái phần tiếp tục đi còn cái phần nào đúng không? Của em tới trễ lắm rồi bây giờ, 10 giờ rưỡi rồi. Dạ hết rồi thầy. Dạ chỉ có phần Cell Ranger và cái còn cái Human Reference Genome nữa thôi. Còn cái Human Reference Genome thì dễ rồi thầy. Chỉ có download xuống thôi chứ không có việc, không có làm gì thêm. Ừ. Rồi mọi người download cái đó sẵn xuống đi mọi người, tại vì nó nhiều lắm mà. Nó tôi nhớ là tới 10 GB, 11 GB lận á. Bởi vậy phải download trước mọi người ha, chứ đừng có để tới lúc đó mới download nha. Ha. Download trước đi, download liền bây giờ đi rồi xong xuôi rồi bắt đầu tuần sau để mình vừa làm luôn, đúng không? Mình vừa làm vừa xem luôn. Ủa rồi còn cái dataset mà em muốn mọi người download là dataset nào? À dạ đưa dataset luôn rồi thầy. Dạ. Dạ để em xem hình. Bữa đó mới download thì nó mất thời gian. Dạ. Kêu dạ. Mọi người download sẵn luôn cái dataset đó luôn. Dạ để em xem hình. Dạ để vậy là để mọi người download hết sẵn rồi bữa sau mình bắt tay mình làm luôn thầy ha. Mình làm luôn. Em có script trước Quyền. Nè em có em cho mọi người xin script được luôn không? Cái script tuần sau à, anh hay là tuần này thì em mới. Dạ tuần sau thì để chắc. Dạ dạ chắc là để em qua thứ hai à, thứ qua thứ thứ tư tư hoặc thứ năm em soạn xong rồi em gửi lại cho mọi người. Dạ. Ok cảm ơn em. Dạ dạ anh. À, để em mở cái trang. Dạ đây. Thì mọi người thấy màn hình của em chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Thì cái dataset mà mình sẽ thực hiện những cái bước phân tích ở trong này thì nó tương đối là nhỏ, nó chỉ có 200 cell mà đã được sort rồi. Thì cái này nó từ cái ung thư mà cái này ung thư thần kinh ở người. Và ở trong cái này thì mọi người cũng có thể em gửi lên cho mọi người thì mọi người có thể download ở trên này dựa trên cũng có thể là dựa trên cái CURL hoặc là WGET thì mọi người chỉ cần download ở đây thôi. Dạ rồi. Thì trong này nó cũng có nó chia ra cho mọi người là những cái rich, ở đây trong này thì nó chia ra cho mọi người một số cái file nó ở đây thì không thấy được cái file. À đã. Quay lại slide đi. Em kéo đây luôn đi. Dạ rồi, thì xong sau khi mọi người download xong á thì mọi người sẽ thấy có một cái số file như này. Em biết sao có được màu đen ở đây. À thì đây ví dụ có mọi người thấy có bốn cái file mà em download xong á thì sẽ tương là cái mọi người cái read 1 này, rồi cái read 2 này, cái tên đằng trước thì cái này do dataset nó tự đặt. Thì cái read 1 là tương với lại cái file phát kiểu thứ nhất, cái read 2 là tương với file phát kiểu thứ hai. Rồi bên ngoài ra thì nó có thêm cho mình là cái i1 với i2 này thì nó tương là cái index. Cái index này thì tuần sau em sẽ giải thích cụ thể hơn. Thì nó cũng là một phần nó nằm trong cái khi mà mình giải trình tự thì nó là cái index thì nó cũng nằm trên cái trình tự của mình. Thì nhưng mà cái mình quan trọng nhất là cái file read 1 với file read 2 của mình. Yeah. Thì sau khi download xong thì mọi người có thể thấy mình sẽ được những cái file như này. Yeah, rồi để em gửi cái link này cho mọi người. Mọi người có thể đọc qua về cái dataset của mình. Rồi trong tuần nếu ý là mọi người nếu mà trong quá trình mà đau đó hay là cái gì có vấn đề gì thì mọi người có thể nhắn lên đây rồi nếu ai em sẽ giải đáp cho mọi người. Dạ. Yeah. Dạ rồi em xong rồi thầy. Rồi cảm ơn Quyền.
mình phải chuẩn bị trước ha. Quyền đã cất công chuẩn bị cho mọi người rồi thì mọi người làm ơn làm phước về nhà install download cái reference genome với lại cái genre storm đúng không, cái gene annotation đó nó có sẵn, nó indexing sẵn hết trơn cho mình rồi, rồi xong rồi download luôn cái data đi, rồi bữa sau á là bung nó ra sẵn luôn đúng không đó, thì bữa sau mình chỉ ngồi làm từng bước thôi ha. Dạ rồi, thầy cho em nhắc lại một xíu là công việc mà anh chị cần làm á là mình thứ nhất á là cái cell ranger mình phải install thành công, cái thứ hai là mình phải download được cái human reference genome, là cái và cái thứ ba là cái file phát Q file từ cái dataset mà em đã gửi mà vừa lúc nãy á, thì sau khi mà mình đã thành công được ba cái, mình đã download xong ba cái này thì mình sẽ bước tới một cái bước người ta gọi là run cell ranger crowd, thì cái này là cái gì thì tuần sau em sẽ giới thiệu, là tuần sau khi mà bước vào bài học thì mình sẽ thực hiện chạy cái này luôn. Chạy cái này xong thì em sẽ dạy, sau khi chạy xong thì mình sẽ thực hiện những cái bước phân tích phía sau. Đó, nên là mấy anh chị có thể, mấy anh chị phải thực hiện được xong ba cái bước download ở đây. Dạ, dạ rồi, dạ em cảm ơn thầy, cảm ơn anh chị. Với lại mình cũng chạy thử được đi mọi người ở ở nhà đó. Thì có nghĩa là install xong chạy thử giống như nãy bác sĩ Minh chạy á. Để coi mình đủ RAM, đủ memory không, đúng không? Nếu mà không đủ thì thôi. Đó mình bỏ cuộc, còn nếu mà anh chị em mà đủ thì tốt. Đúng không? Tôi nghĩ là 16GB là chắc chắn là đủ, 8GB thì có khả năng là không đủ. Đúng không? Nhưng 16 thì chắc chắn là đủ. Ừ. Rồi. Ở đây có ai có 16GB không? Dạ có Thí Lan 16GB này. À, ít chứ cái đây cũng được 3 người. À, chỉ những ai mà đủ thì làm ơn làm phước chuẩn bị dùm ha, để chạy cho người khác xem có vậy đó được không mọi người ha, ở đây mình chia sẻ nhau đó. Không 12GB cũng được á. Ủa nhưng mà lạ quá vậy, có loại 12GB nữa không mọi người, tôi thấy cái con số 8 nó cứ cấp số nhờ của con số 8 rồi chứ làm gì có con số 12 đó. Hai thanh thầy, 4 thanh 8 thầy. Nhưng em gắn thanh 4 thanh 16 rồi thầy. Lạ đời. Vậy hả? Ừ. Vậy nó không có cân. Chạy nó không tốt đâu mọi người. Thường nó phải cân, nó chạy nó mới tốt. Rồi, vậy ha, 12 thì chắc hên xui. Đó, 16 thì yên tâm. Đó. Rồi vậy ha, cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn Quyền rất nhiều. Bữa sau tôi cũng nói lại lý thuyết tí xíu ha, xong sau đó rồi không, chắc tôi nghĩ là Quyền sẽ vô cho chạy trước đi ha, rồi xong xuôi bắt đầu mình mới nói. Tại vì chạy nó cũng cỡ tầm nửa tiếng á, nửa tiếng đến một tiếng đó mọi người. Đó, để cho chạy trước rồi xong xuôi tôi nói lại rồi xong Quyền nói ha, rồi xong sau đó mình bắt đầu mình làm mấy phần phân tích kết quả. Được không mọi người ha? Chứ tụi tôi chạy hết rồi mọi người không có cái chạy á, mọi người sẽ không thấy hứng thú. Đúng không? Đó, đây là cái thời điểm mà mình để mà mình có thể được học quá trời quá đất mấy cái bass command line đổ này kia đúng không? Bây giờ là cái thời điểm để ứng dụng nó vào ha. Có khả năng là tôi sẽ kêu xem màn hình á, lúc đó tôi sẽ làm xấu thì đáng chịu ha, có nghĩa là không biết chạy mấy cái đó thì tôi la chửi thì đáng chịu nha. Rồi. Vậy ha, cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào mọi người. Dạ, em chào thầy.